Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em vẫn luôn bền vững. Phơi làm tao vô làm công chuyện cái. Những phơi đồ cũng làm biến. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday chú. Ê thôi thôi thôi, lẹ lẹ, gió. Thôi, lẹ. Thôi. Chúc mừng sinh nhật. Mãi là anh em. Phương. Vậy. Một đám cưới tao nhớ đi mày. Thôi. Mày mới quen bộ chưa được tháng rồi mày đặt đám cưới rồi tính gì xa như vậy? Giúp tao chị được không Phương? Bởi gì á? Tao với mày là chơi từ nhỏ tới lớn rồi. Mày cần cái gì thì tao giúp liền, cần gì mày nói chị khách sáo như mày. Tao muốn dẫn bầu tôi về đây ở chung. Mà quan trọng là nó đồng ý chưa? Nó muốn vậy mà. Trời, nó muốn vậy thì tao ok thôi chứ tao có gì đâu. Tại muốn ở riêng, có cái không gian riêng tư mà. Mày tính kỹ chưa? Kỹ rồi mới nói với mày á. Tại vì cái phòng trọ mình nó nhỏ rồi, dù mà giờ mà làm thêm cái vách ngăn ra thì nó hẹp lắm. Tao thì tao không ngại rồi đó. Tao thì nằm bên đây không sao, nhưng mà sợ bên đây chật quá tụi bay hoạt động không có được thoải mái. Mình nếu tụi bay muốn thì cứ làm thôi, coi đâu để tao kiếm cái vách về tao ngăn hiểu nữa. Hiểu làm ý tao không? Không phải như vậy mà là mày dọn đi. Làm mày đuổi tao đi hả? Mày quen nó chưa được tháng thôi. Tao với mày chơi mười mấy năm rồi đó. Biết nhưng mà nó ở xa quá, tao không có chăm sóc nó được. Dọn về đây lỡ có đau bệnh gì tao còn đi mua thuốc cho nó. Phương, giúp tao với Phương. Chứ nếu như không được thì thôi, để tao dọn đi. Khùng quá. Làm gì chi? Tao hiểu mà. Không lẽ tao mày sống chung cả đời, ai cũng có cuộc sống riêng, thì ai cũng phải có bạn gái rồi lập gia đình nữa. Nếu tao là mày, tao cũng sẽ làm vậy. Mày đối tao giống vậy luôn à? Không phải đối, cũng sẽ nói thẳng như mày vậy. Anh em mà có gì phải nói thẳng. Cảm ơn nghe mày, đừng giận nha. Ngày mai tao đi kiếm nhà trọ khác rồi, cỡ vài ngày có rồi tao dọn đi. Không, hôm nay là nó dọn qua luôn. Gấp. Mới trả nhà khi xong. Là mày bắt tao đi trong hôm nay luôn hả? Không phải bắt, mời. Nếu đúng tâm lý thì tao đâm mày luôn á Thái. Nó gọi là chơi mất dạy Thái. Cảm gì? Tao phơi. Đồ tao phơi chưa xong rồi Thái, chưa khô nữa. Được rồi. Đợi cái đống đồ này khô thì tình nghĩa tao với mày cũng cạn. Tao sẽ gom đồ đi. Vừa lòng mày. Mất dạy. Đồ khô lâu lắm. Cả ngày á, nói em qua luôn rồi. Để nó khô tao bỏ vô vỏ tao mang qua cho mày. Bao năm qua tao đã có nhau. Đau. Rồi giờ này tao ra đó tao kiếm chỗ nào tao ở. Mùa mưa tới. Thôi được rồi. Nếu mà kiếm được nhà á thì về đây. Ở sau nhà mình có cái cầu nè, chui xuống dưới gầm cầu ở. Mùa mưa tới nơi rồi, để mưa là bệnh á, tao lo lắm, biết không? Mày tốt quá thôi. Mãi là anh em mà. Ừ, mày tốt quá thôi. Ừ, tốt quá. Đau là. Ừ, mày tốt quá. Chứ nói chứ giải kiếm nhà mà thật. Ăn bánh kem, ăn bánh kem. Ăn bánh kem ha.
mày cắt đôi chứ mãi là anh em. Mày có ý hết rồi, không, phải không? Này, 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 này. Nó khó cắt ạ. Tao nhớ hồi nhỏ quá. Cái tuổi ăn tuổi học. Vậy mà vui. Hai thằng rồi đi chơi rồi. Thôi rồi rồi, anh kiếm được chỗ cho nó rồi. Đợi xíu ngang, bạn anh tâm sự xíu. Nó nói tầm 30 giây là anh cho nó đi. Nha, dạ dạ. Rồi sao, rồi sao? Cuộc sống mà vạn vật đều thay đổi theo thời gian. Nói nghe nó nhanh đi, đừng dang dở tới. Nhỏ vui mà, đúng không? Giờ cũng vui quá trời. Vui mà, vui quan mà. Quan trọng là hiểu nhau. Hiểu, tao hiểu mày chứ. Đó. Tao hiểu mày. Chung là chúc mày ở lại sống hạnh phúc nha. Tao vẫn luôn dõi theo mày. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Dạo này sắp chuyển qua mùa mưa rồi đó. Hai đứa bay ra đường coi chừng bị trời đánh nha. Ở hoài. Thương nè. Mãi là anh em. À, nói gì? Không, không. Nó nói gì nó lớn. Trời chú ra chợ uống phê cái. Nay nghỉ chạy xe không ơi? Giàu hả? Bận. Bận gì? Bận đi kiếm nhà trọ khác. Sao kiếm nhà trọ khác? Ở đây không ở. Bị đuổi. Ôi tao không đuổi ai, đuổi mày. Mời nó đi chứ đuổi gì. À, sao hả? Nó muốn ở chung với bồn đó. Kêu con nhỏ đi. Ôi. Nhỏ nào hả? Muốn ké. Trái giỏ. Mà thôi. Mệt. Đâu rồi đó, bật tỉnh rồi. Muốn ké. Đi ngoài đường có mệt không, có nóng không? Mệt. Bé tên bún cá hả? Không, bún ké. Là gì? Là bé cún á. Cho con, cho con. Đây gọi đây là bún ké. Dạ. Đúng. Ở đây kêu đây là... Là trái vỏ. Không có được nha. Nhà trọ không á, không có trái này trái kia nha. À, dạ không, trái vỏ là chó dại á. Chó trưởng thành á. À, cún là còn ở nhà chơi. Ừ, đúng. Vậy là tính ra ở đây có ba chó lận. Dạ. Ở đâu có hai à? Ở đây một chó nữa nè. Một chó gì? À, chó chủ trụ. À, chú chủ trọ. Trời ơi, cái gì tính quá. Thôi giỡn quá. Thôi vô 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 vô, nóng quá trời nè. Ê, nhắm ở lại đưa chứng minh chú nha. Trời ơi, dạ. Biết giờ. Vô vô. Em ngồi đi. Đây sẽ là một túp liều chanh, hai quả thiên vàng. Ok không? Ok gì mà ok. Trời ơi, nóng mấy mồ cũng được á. Này không biết có nổi một ngày không? Đây em để anh. Liền đúng không? Mát luôn. Vậy thì em cũng không tính ở đây lâu đâu. Kệ, để anh mua thêm cây quạt cho em nha. Mua chi nữa? Ở đây chán mồ luôn. Đợi anh xíu, đợi anh xíu. Dạ, có nghe nè mẹ. Rồi, yên tâm, có đại gia ở đây mà. Cứ sửa trước cái hàng rào đi nha. Rồi vài bữa nữa con rút cái sổ tiết kiệm của con 20 triệu đó. Rồi con gửi hết cho mẹ. Rồi. Dạ dạ. Rồi rồi vậy vậy nha, vậy nha. Dạ dạ dạ. Em nghe anh nói đi. Vài bữa nữa anh gom tiền rồi anh mua cái máy lạnh cho em. Giỡn á. Trời đất ơi, làm gì mà mặt căng vậy? Giỡn, giỡn kỳ quá. Thì em cũng phải thử lòng anh xem thử là chi phấn đấu của anh tới đâu chứ, chứ làm sao mà dám về ở với một người mà không có chi tiến thủ được. Ô, đừng có anh thử lòng gì nữa nha. Nè, anh hứa với em nha, anh sẽ không bao giờ để cho em cực đâu. Em muốn cái gì cũng được.
Có thiệt là muốn gì cũng được không? Thiệt hả? Hề luôn, tao không nghĩ là mê gái gì luôn á trời. Coi mốt anh em mình né ra luôn đi. Thật ra tao cũng không trách nó. Lần đầu tiên có bạn gái mà, lần kia nó thấy mới thì nó ham vậy thôi. Mày còn binh đó nữa. Mẹ cái thằng có mới nói cũ. Nhà tao trúng đất vậy đó. Có bao giờ tao bỏ tụi mày không? Anh em có mặt ở đâu là có tao đó. Bởi vì tao mới quý mày đó. Bây giờ tao kẹt quá trời tao mới gọi mày ra nè. Rồi có gì nói. Nó kêu tao đi gấp gì rồi tao xây không kịp. Mày có tiền cho tao mượn ít đi, để tao xây sở lúc này. Cái gì? Cho tao mượn ít tiền tao xây sở qua khúc này. Mượn tiền hả? À được. Gì chứ. Mày sống vậy cho anh em không quý mày được. Ừ. Nè có cái app này nè mày coi vay đi. Sao mày không cho tao mượn bắt tao vay? Ủa mày nói cần gấp mà đúng không? Ừ. Thì đúng rồi, cái này cho vay nhanh nè. Ủa mày đưa tao nhanh hơn luôn á. Sao tao đưa mày nhanh được? Ủa xong được mày móc tiền rồi mày đưa tao mượn cái là xong. Trong người tao làm gì có đồng nào. Điện thoại tao cũng có tài khoản nữa. Tất cả tiền là ở nhà hết, vợ tao giữ. Thì mày về nhà mày lấy. Nhưng mà tao phải xin tiền vợ tao. Tao vẫn đợi được. Vợ tao khó cho lắm. Tao đưa lý do nào ra nó cũng nghĩ tao là lấy tiền nó ăn nhậu không à. Mà càng không thể nào nói cái lý do là mà tao có một cái thằng bạn bần hèn không có tiền nghèo cái xác như mày được chơi. Cái ý đó của vợ tao. Vợ của tao. Mày nè. Mày nhắm đợi được không? Tại vì tao còn cách. Cách gì? Mỗi ngày vợ tao sẽ cho tao 50 ngàn để uống cà phê. Tao sẽ lấy 30 ngàn ra. Tao bỏ con heo. Rồi khi tao gom cỡ 6-7 tháng á, tao gom cục đó tao đưa mày. Được không? Nhưng mà tao gấp lắm. Ê, gấp thì xài việc theo mình đi. Vậy nhanh lắm, an tâm nữa. Cái này ổn không? Trời ơi. Đây nè, việc theo mình đi ha. Vay ở trong vòng 50 phút à là được việc luôn. Đó, thấy chưa? Tao xài qua tao biết mà. Ủa, mày cũng vay tiền nữa hả? Tao có chứ. Nhưng mà chung... Đất nãy tao nói là gì của bên nhà vợ tao. Khi tao cũng muốn mình kiểu đàn ông mà phải vực dậy sao mà để nó cứ gì hoài phải không? Nghe là vợ. Ừ anh đang tới về tới luôn á. Ờ sát tao này. Làm gì? Thế, phải nói với em tiếng chứ. Chứ nói gì thì được. Mà anh phải hứa là anh lấy xe hơi anh chở em đi chơi nha. Nói mua điện thoại cho em là phải mua nha. Hứa thì anh giữ lời mà. Đáng yêu quá đi. Mai anh em. À... Sao vậy? Không. Đâu có ai đâu. À, chết rồi. Em nhớ ra là em có việc gấp cần làm rồi. Hay là thôi anh ở đây em về trước nha. Thôi để anh đưa em về. Không, không có gì đâu. Em tự đi được để em đón xe. Ê, Thái. Cái gì mày? Bộ để quên đồ hay gì về lấy hả? À? Tao nói mày nghe này. Mày đừng sốc nha. Dù gì căng gì mày? Mày hứa với tao đi. Dù chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Rồi, nói đi. Cái gì? Con bồ của mày á. Cấm sừng mày. Nói gì vậy? Sao mày biết? Chính mắt tao nhìn thấy. Nó tình tứ với người ta trong quán cà phê. Mày hiểu sai về nó rồi. Hồi nãy á, em mới đi cà phê với anh hai em về á. Mày về hả? Ừ, mà anh biết không, hai anh em á từ nhỏ tới lớn thân nhau quá trời luôn á. Đi ngoài đường mà ai cũng tưởng couple không á. Thân vậy luôn hả? Ừ, mà thân nhau vậy anh thấy bình thường không? Anh em nhau bình thường mà. Ờ, đó. Mày ngu gì luôn hả Thái? Mày bị lợi dụng mà không biết hả? Bạn gái tao hiểu. Ủa tao là bạn thân của mày. Mày không hiểu tao hả? Tao biết là mày còn giận tao cái lúc mà tao đuổi mày ra riêng. Tao xin lỗi nhưng mà mày đừng nghĩ bạn gái tao như vậy. Nó không có vậy đâu. Với lại mày đừng rình mò bạn gái tao nữa. Thôi về đi. Mày không ở đây. Ngu. Trời. Cái tao không có nhỏ nào chịu tôi hết giờ. Tôi cũng có tiền. Tôi Vinh.
sớm thôi anh yêu. Ôi hôm nay vẽ trái tim rồi nữa. Hôm nay mình chơi đùa thêm bách chữ nha, em có thưởng á. Có thưởng hả? Ừ. Sáng thưởng luôn hả? Thưởng chứ. Vậy nói chơi. Vậy cũng được á. Vậy chơi, vậy chơi. Để đoán cho em xem nè, trái tim là gì nè? Trái tim là tình yêu. Còn hai cái trứng nè, là tình yêu của hai đứa mình. Đúng rồi, giỏi quá. Thử, 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 thử. Chưa, chưa xong. Chưa, chưa. Ủa, số 2 là gì nè? 2. Số 2. 2 mà phiên âm ra tiếng Anh là chữ 2. Tiếng Anh 2 là bay lên cao. Vậy là tình yêu của hai đứa mình bay lên cao. Đúng luôn. Đúng, 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 đúng. Giỏi nữa. Chưa, chưa, chưa xong. Còn nửa số 0 nữa nè. À, tình yêu của hai đứa mình bay cao lên không khí. Thưởng, thưởng, thưởng. Chưa xong, trên này chưa đúng. Số 0 là tình yêu của hai đứa mình không có tính toán chứ. Sao? Đúng rồi, vậy là tình yêu của hai đứa mình không bao giờ tính toán. Ừ. Còn 20 nữa nè. 20. Tình yêu của hai đứa mình sẽ bay cao và không tính toán trong 20 năm. 21 năm là bắt đầu tính với nhau từng đồng từng cắt. 20 là 20 triệu á. Tình yêu của hai đứa mình sẽ bay cao và không tính toán trong vòng 20 triệu. À, chưa hiểu lắm cái vấn đề lắm nha. Nè, em thấy á, dạo này anh đi làm vất vả á, mà em á có dành dụng được một số tiền á. Đừng có nói với tôi là hôm nay cho tôi khỏi đi làm. Ở nhà được hưởng còn có 20 triệu nữa mà chợ. 20 triệu cái gì? 200 triệu. 200 triệu. Gần 200 triệu. Vậy phải giải tiếp, phải giải tiếp. Ôi, vừa được ở nhà, vừa được hưởng, mà vừa được cho gần 200 triệu. Mở quán cà phê. Hả? Ừ. Ủa chứ không phải. Này là em mở quán cà phê để lo cho tương lai hai đứa mình mà. Anh à. Ừ. Bữa giờ anh đi làm á, cực muốn xỉu luôn. Mà cũng không có nhiều hết á. Cho nên em lấy hết tiền tiết kiệm của em á, để mở quán cà phê này lo cho tương lai hai đứa mình á. Em giỏi quá. Nhưng mà anh có nhớ là nãy em nói gì không? Là em mới chỉ có gần 200 triệu thôi. Chính xác là 180 triệu. Ừ. Còn thiếu 20 triệu nữa. Em cũng trăn trở bữa giờ là em không biết là xoay số tiền này ở đâu. Thì bữa em có nghe anh gọi điện thoại cho mẹ á. Anh có nói là anh có tiền tiết kiệm 20 triệu á. Hay là bây giờ anh đưa cho em đỡ đi. Rồi mình mở quán cà phê trước được không? À, cái 20 triệu mà em nghe lén anh nói chuyện với mẹ không phải à? Nghe lén, vô tình. Sao mà anh phân vân quá vậy? Em là 180 triệu, bây giờ anh có 20 triệu thì anh đưa cho em trước rồi. Không phải là phân vân, nhưng mà... Ui. Hả? Anh có 20 triệu, đúng 20 triệu. 20 triệu? Em có đúng 180 triệu. Em 180 triệu? Mà em thì cần 200 triệu. Sao nó trùng hợp vậy ta? Thì là vậy đó. Không lẽ đây là duyên ta? Duyên? Duyên chứ là gì nữa? Hay gì anh đưa 20 triệu này cho mẹ chỉ sửa cái hàng rào thôi. Ừ. Mà anh đưa 20 triệu cho em á, là vài năm sau lợi nhuận lên đến 2 tỷ. Thì đó, cho nên là giờ đưa tiền cho em đây. Em nhưng mà không được em ơi. Sao không được? 20 triệu này là anh phải đưa cho mẹ anh trong ngày hôm nay. Người ta đòi rồi. Cho nên là... Thế bây giờ anh quyết đi. Anh đưa 20 triệu cho mẹ anh rồi sửa được cái hàng rào á, rồi anh không được gì hết trơn á. Hay là anh đưa 20 triệu cho em rồi mua được nhà luôn á. À, anh biết nhưng mà nó... Anh à, phải tính toán xa xôi lên. Cái này là đường dài á, chứ không phải chỉ bó buộc trong cái hàng rào đâu. Thôi giờ vậy. Ừ? Anh sẽ đưa cho em 10 triệu. Còn 10 triệu anh gửi cho mẹ tại biết sao không? 10 triệu là cái tiền vật tư hôm nay người ta phải đòi rồi. Còn á, 10 triệu là công anh nợ được. Thôi giờ vậy, ráng đi. Vài ngày anh đi xoay vòng vòng bạn bè coi có 10 triệu anh đưa cho em nha. Thôi, vậy cũng được. Nhưng mà... Em cứ cầm đó, khi nào có trả cho anh. Cái em gì? Lo cho tương lai vậy anh vui lắm. Gì? Là em bỏ ra 180 triệu. Ừ. Anh bỏ vô 20 triệu. Mượn 20 triệu. Ừ.
Mượn thôi, cái này là tương lai của hai đứa mình mà anh nói mượn hả? À, thì vậy đi, em chịu khổ cũng quen rồi. À, cho em mượn 20 triệu cũng được, rồi khi nào có tiền thì em trả lại anh sau. Chứ tương lai là tương lai của cả hai đứa, con cái sau này mình anh lo được mà. Thì giả bộ nói vậy thôi chứ cho em á. Cho ai đâu mà đi cho mượn. Chẳng sao nữa, nghĩ sao mà tự nhiên nói cho mượn kỳ lắm á. Trời ơi, bé he của em dễ thương quá à. Lái xe cẩn thận đó nha. Buông ké. Dạ. Nhà mình hả? À, anh Thái mới đi làm xong á chú. Chú cái gì? Kêu bằng anh thôi. À, chú này giỡn kỳ cục quá à. Đâu giỡn, tại vì thấy hai chú cháu mình không có cách xa tuổi quá. À... với lại hôm qua chú có nằm mơ. Nằm mơ thấy thằng kia đi làm hoài. Con ngủ nhà mình con bị trằn trọc á. Tại nhà xài quạt á. Trong nhà chú có máy lạnh á. Cái con qua con ngủ á, con mát quá trời luôn. Ngủ cái sáng dậy cái tự nhiên người con đeo đầy vàng luôn. Mơ thôi nha. Anh làm gọi vậy. Lần này thôi nha mày. Đi vô đây, đi vô đây. Mày. Thái. Gom. Gom lại. Bé ơi. Thủy. Em nói gì đi Thủy? Bây giờ em nói gì anh cũng tin hết á. Anh đang hiểu lầm đúng không? Trả lời anh đi Thủy. Anh Thái. Anh Thái. Em biết sao á. Mà anh vô xong rồi anh chụp thuốc mê em, rồi mang em vô đây, em không biết sao luôn anh ơi. Thủy thủ, Thái nó không có mù. Hồi nãy nó mở ra thấy là em đang trường trên người của anh luôn á. Ai bị chụp thuốc mê mà trường vậy? Đúng không? Nè em anh Thái, mày không tin đúng không? Chú có ghi âm lại hết nè nha. Từ đầu đến giờ nó còn chửi mày ngu nè, mày khờ, mày nghèo, đủ thứ hết. Nghe không? Đây đây, chú mở cho nghe lại. Thôi khỏi. Anh làm gì sai mà em đối xử với anh vậy? Anh không sai, nhưng mà tôi đang giúp anh mà. Ủa, anh nghèo như vậy á, rồi anh lấy cái gì anh lo cho tương lai của tôi? Bây giờ tôi quen thêm người này người kia thì người ta phụ anh lo cho tôi. Anh không cảm ơn nữa thì thôi, chứ anh bày ra mấy cái trò này làm gì nữa. Thôi đủ rồi, chia tay đi. Rẻ rách, thèm ký vô đầu ghê. Rẻ tiền, vô tắm, nhớt người quá. Tôi xin lỗi. Tao không xứng đáng là bạn của mày. Mày đâu xứng đáng là bạn đâu. Đó là mày nghĩ thôi. Mày không phải bạn tao, tao không phải bạn mày. Vì tao làm mấy cái chuyện này làm gì? Vậy mày muốn cho tao một bài học đúng không? Học cái đầu mày á. Nhỏ đó không dọn đi rồi tao sao tao về đây tao ở được.
Tao mới lấy tiền cho nó 10 triệu rồi. Cái gì? Tiền đó tao để dành, tao gửi về cho mẹ tao mà bây giờ. Tụi mày lấy tiền cho của mẹ mày, mày cho nó luôn hả? Hết nói mày luôn. Tao còn giữ đây 6 triệu nè, có gì tao chia mày 3 triệu rồi đem về nhà đi. Ôi, 3 triệu sao đủ xài Tết. Mày giữ đi để tôi tính sao đi. Ê, mượn tiền chú nè. Chú cho mượn. Lấy bạc 10 thôi. Thôi đi ông nội, không giúp người ta thôi, tự nhiên lấy tiền lãi nữa. Nè, tao chỉ mày vay tiền đây nè. Tải cái việc theo mini xong, chọn vay nè, quét rẹt cái căn cứ công dân là xong. Của Viettel hả? Ừ. Không có thế chấp hay là chứng minh gì luôn. Điền thông tin 15 phút là tiền về túi. Mà tiền Viettel là an tâm hơn chưa? Ôi, của Viettel là quá uy tín rồi, về Tết tao đỡ lo. Yên tâm đi, từ giờ trở đi hả, không có nhỏ rẻ tiền nào lừa được tao đâu. Chú Vinh, dẫn đang muốn ghi quỳ. Không thấy đang tắm hả? Trời ơi, trắng ơi, đang thèm luôn. Anh Thái, ba em đang muốn ghi quỳ. Thôi tao, rẻ tiền. Rẻ tiền. Ủa? Những cái mà nhớt người đó ra. Ủa là... thì bún riêu rẻ đúng rồi. Rồi. Dạ chú ba mới tới. Trời, mặt mày sáng sủa quá trời. Thằng xài được, thằng coi như bỏ. Rồi, vô. Vô. Lấy ngót ra đi xíu mà mời bén ra chơi tới bến. Thằng Phương nó nghỉ học sớm, nhưng mà ngược lại á, nó đi thu tiền nợ. Lấy bởi tiền vậy á, tôi mới nói nó xài được. Còn Thái á, không giúp tôi được cái khỉ khô gì hết. Ủa, thằng Thái nó hư vậy? Nó chứ ai. Trời ơi, ông già thì làm cho dây. Nó lên Sài Gòn đòi học, biết học gì không? Học lực. Báo đời báo đớm chưa báo hiếu cái gì. Vậy thì tiện quá. Có gì ra tòa, hai cha con liên hệ với nhau luôn. Trời. Thôi ăn đi bảy. Ba. Mới lấy tiền bên Long Bể vậy nè. Ê, ngon vậy? Bán nhà nó trốn đó chứ ngon gì, chặn lời kịp thôi trốn mất tiêu rồi. Ai vậy đi, chị mới giỏi. Ngồi xuống đi con trai qua. Vô xuống. Mấy hôm nay buôn bán quán ế ẩm quá. Anh cho em mượn 30 chỗ anh em. Lấy thấp cho mấy em chút. Thú thiệt với anh, chỗ anh em thì anh em. Anh có công chuyện của anh thì tôi cũng có công chuyện của tôi. Ai tôi cũng quen hết rồi, tôi cũng lấy bạc thấp hết thì không được. Chịu khó nha, bạc 30. Hôm qua lỡ nằm thằng Arsenal. Trời ơi, kèo 2.5 mà đâm có 2 trái à. Nó hại tôi. Thằng Arsenal là nó tào lao. Nó là đá để làm kèo thôi. Tại sao đánh banh không bắt MU mà đi bắt Arsenal? Tối nay MU mới đá. Nếu tính nằm kèo MU á, anh theo MU thì bây giờ tôi cho anh mượn không lấy lãi luôn. Gì ba? Tao bậy, tự nhiên không lấy lãi không lấy gì. Thì giờ theo fan của ba thì ba có một cái ưu ái vậy thôi. MU ghét là theo nó ghét là lú luôn. Nhưng mà MU là đẳng cấp Old Trafford. Ôi. Không lấy lãi cũng được, nhưng mà đúng ngày là phải trả. Trễ một ngày là con quan con tính đó, con không có phân biệt quen biết gì đâu, nói trước đó nha. Thôi được rồi. Cái đó là đi tù á nha. Tù gì? Trong trường hợp chủ nợ mà đe dọa dùng vũ lực với lại thủ đoạn khác để mà uy hiếp tinh thần con nợ để chiếm đoạt tài sản là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự á theo điều 170. Mày đến rồi. Mình đến đâu? Chơi vô đầu bây giờ. Cái này lo cho anh hai với lo cho đó ba. Đó mà em con giờ xúc rồi đó ba. Bả con xấu mà tao nhét ngược vô bụng bả rồi đó. Rồi đi tù rồi sao? Đi vô ra đi. Cái đó còn không có cãi được đâu. Biện. Đâu cần mày cãi. Không nghe con của ngài đi tù gán chịu. Thôi nha, cái mày ăn mắm muối ngài. Nhảm nhí thì chứ. Thầy mà u nha. Dạ. Thầy mà u. Dạ. Thiếu đưa con 20 nha. Chú gì? Tối gãy. Mẹ nói tao hay lắm mà u giờ mày vô Asina cũng vậy à. Chú Năm. Cậu. Chào chú. Cậu Thái. Ủa, cậu Phương với ba cậu hôm qua hả? Càng chút nữa qua giờ.
Tôi nói thiệt chứ lần này tôi bệnh cho nên tôi mới trễ 3 ngày chứ mấy lần tháng trước là trả đủ hết rồi. Đâu cần qua 2-3 lần nữa. Dạ con tới đây không phải là đòi nợ. Con tới đây để giúp chú xóa lãi. Chú chịu không? Ủa xóa lãi hả? Dạ. Trời ơi chịu chứ. Nếu mà xóa được lãi là tôi có tiền tôi trị bệnh nè, tôi mua thuốc nè, với lại ăn đủ cử nữa. Hôm nay ăn có cử một mà. Dạ thôi được rồi. Để con giúp chú, con có kế hoạch này. Dạ. Nghe theo con nha. Rồi nghe cậu. Vô đây, vô đây. Trời ơi, nói để con đi được rồi, ba đi làm cái gì nữa? Trời ơi, lâu lâu cũng phải để ba đi mày chứ, dạo này anh xin anh mày cũng thua dữ. Nhớ mấy cái con nói nha, dễ lắm, yên tâm đi, con về trước à. Ủa, mày làm gì đây mày? Đi đâu mày? Đi đòi nợ với hai người chứ đi đâu? Bách. Ba để con. Trời. Ông Nam đâu? Tới ngày trả nợ kìa. Rồi ra liền. Có giỡn với tôi nha. MU mãi đã mãi đỉnh. Thôi, quỷ đỏ. Dạ, dạ. Thôi đi về qua bên khác. Khỏi thu lại bên này. Thôi, đi. Gì vậy ba? Hả? Đi làm việc mà. Đóng lại tới rồi. Trễ rồi đó. Không phải, quan trọng là ở đây MU. MU là quỷ sao? Đó. Thì sao? Mình ghé hang quỷ rồi, mình không thể nào lấy lãi của hang quỷ được. Nhưng mà sao trong sớm mà làm quỷ mà đó giờ tôi không biết ta. Đường nào vậy? Lâu lắm hả? Nhớ đó hồi từ... Cái nào ta? Tại lâu quá. À, từ lúc tôi còn bán vú sữa lận. Không. Đúng rồi. Ý là mình là phân chân chính cho nên mình không thèm phe ra ở trong sớm biết chứ. Để trong tim nè. Đúng không? Để em tìm nè. Đúng, quỷ là như vậy rồi. Đó. Đâu phải lúc nào mình làm quỷ mình cũng phe ra đâu. Có mấy trận thua mình cũng phải nép vào. Đó. Nè, nói phải phe anh nha. Cái banh này nè. Tôi đổi hết cái gia tài luôn. Để có cái banh với cái chữ ký của ngài... Ngài Sơ... Lê Lết... Ferguson. Ferguson, đúng rồi. Bố già mãi đến. Bố già mãi đến. Hết gia tài luôn á anh. Đó, đổi được chú... cái banh với chữ ký không á. Trời ơi, chữ ký của chúa quỷ Ferguson. Ồ, sao mới nè, nó mới hay gì nè. Bôi nó có trôi nè. Ủa sao mới? À, biết sao mới không? Sao? Cái này cũ lắm rồi. Tại vì tôi mê á. Hôm qua mua cái bút lông về đồ lại cái chữ ký của ổng á. Ủa, VFF á. VFF là liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì ra ông phải đợi đến lúc mà Ferguson về đến Việt Nam mới xin chữ ký đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi. Mà không phải tôi xin, cái thằng khác nó xin rồi tôi mua lại. Quý lắm đó. Quý lắm đó. Nguyên gia tài mà. Thôi, vậy không có thu tiền. Về. Gì vậy ba? Ủa rồi mai mốt nguyên cái xóm mình á thành lập hội cổ đông viên Manchester United rồi mình nghỉ làm hả? Không có đâu. Tôi là tôi chơi MU không nha. Còn tít gì đó là tôi không thèm nha. Tào lao là không chơi đâu. Giỡn chơi hoài, mê khí là lú cái gì. Manchester United với MU là một. Biết chứ. Trời ơi, giỡn chơi. Giỡn mà nha. Mày cứ vậy không mà. MU hay giỡn lắm mày ơi. Nhớ trận hồi năm 9 mấy mà Messi mà nó đá cho MU, nó đâm trái ghi bàn vô lưới Barca nhớ không? Lúc đó nó cũng giỡn á. Messi lúc đó hay. Hay rồi. Đá vô Barca mà hay thiệt. Hay. Trả tiền đi. Hay trả tiền đi. Sao nó chung dòng máu mà ba. MU nào mà có Messi? MU nào có Messi? Messi nào mà đâm Barca? Messi nào đâm? Sao rồi hả? Đâm tiền đi. Cho này ai bày vậy? Nó khai cho rồi chứ. Cái gì nữa vậy? Mày báo cái gì nữa vậy? Hả? Em chỉ muốn hai người đừng có làm cái nghề này nữa thôi. Sao mày rảnh quá vậy? Chính cái nghề này là nuôi lớn mày đó. Mày đi học là bằng cái tiền này đó. Không nói nhiều nữa, trả tiền đi. Có, đã chuẩn bị sẵn luôn nè. Đâu chưa? Rồi kỹ đàng hoàng, gạch đi quên. Tôi tháng nào sòng phẳng tháng đó không có ấy đâu. Năm đúng không? Năm. Kiếm năm rồi. Hai bông năm không biết một năm nào. À một năm 2 triệu nè. Để gạch cho để quên thu rồi. Ở đây dưới đây thu rồi, thu rồi nè nha. Thu rồi. Ở sau dưới đây có ông Năm Mu nè. Ông Năm Mu là đừng nữa thu, ông gạch đúng luôn đi. Ông Năm Mu. Ông Năm Mu. Ông Năm Mu là phải thu. Biết rồi ba hồi mai mốt rồi không ba không có đi nha, để con đi thôi á. Rồi nè. Tháng sau đóng đúng nha. Đúng rồi. Ấy về luôn đi, thu sinh siết gì. Năm mù vậy. Chú, mai mốt mà ba con có ép chú mới mượn tiền á, chú đừng có lấy nha. Ép đâu ép. Trời ơi, tao lại ông từ ngoài ngõ vô tới trong nhà, ông mới cho mượn ở đâu ra ép. Mà cũng mày không.
hồi nãy để tao trả tiền phải xong vô bị chửi tăng được cũng phải trả tiền. Bởi vậy con mới nói là mấy mốt chú kẹt, chú đừng mượn ba con nữa lại cắt cổ á. Mày điên á, không mượn được mượn ai? Không lẽ tao ra tao dây ngân hàng á? Mày mốt ổng mà không cho tao mượn nữa là mày á, mày phá qua phá, mày dèn tao cái. Mời tôi tiền lãi các bạn. Ủa cậu, tôi nhớ tôi đóng tiền rồi mà. Bà đóng hồi nào? Bà đóng rồi tôi qua đây làm cái gì? Coi kỹ đây đi, tôi đóng tiền rồi. Mày giỡn mặt với tôi hả? Cậu coi đóng kỹ rồi làm sao tôi không biết? Bà Mười nè, tháng này gạch rồi nè. Thấy chưa, tôi nói đã tôi đóng tiền rồi mà. Ủa kỳ vậy, đóng nào sao tôi không biết? Rồi tôi nhớ rồi, hồi bữa ba cậu ổng qua, rồi tôi đưa cho ổng luôn, ổng thu luôn rồi. Ủa là ông già tôi qua đây thu rồi hả? Đúng rồi, ổng qua ổng thu rồi, rồi ổng quên hay sao á, ổng không nói cậu á. Rồi rồi, để tôi về tôi hỏi ổng. Trời ơi, ba ơi là ba. Mai mốt đi lấy tiền rồi thì nói cho người ta biết, tự nhiên chạy cả ngày thì không thu được đồng nào chứ. Lấy tiền nào? Nè, coi đi. Đi rồi thì nói cho người ta biết rồi đỡ đi. Ở cái này là công chuyện của mày chứ, với lại mấy nhà này tao đâu có đi thu đâu bây giờ đâu. Đi chứ sao bị gạch rồi kìa. Hay là mày, mày thu mày giếm tiền mày chơi bời cá độ xong mày gạch. Trời mày nói. Trời ơi, làm như tôi không có tiền, giếm tiền của ba. Như đó giờ ba biết tính tôi khi nào lấy tiền của ba? Hay là ba lấy? Ủa tiền tao tao xài chứ, tiền tao tao lấy làm gì? Giờ tôi không lấy, ba không lấy, ai lấy? Ơ nhưng mà không sao. Tại vì cuốn sổ này chắc là có trục trặc gì đó. Thôi bữa sau mình xài cuốn sổ phụ đi. Ủa ba có sổ phụ hả? Cớ sao không? Ba còn hẳn một cuốn sổ phụ á, ba giấu ở dưới gầm giường á. Là cái giường con đang ngồi luôn hả? Đúng rồi, cái giường đó ba giấu. Bây giờ để con lấy rồi để so hai cái sổ lại nhau. Thôi mai đi thu rồi mình lấy, mình đi thu luôn. À vậy cũng được. Cái sổ này chắc là ba nhậu xỉn, ba có lầm lỗi gì rồi. Nè bây giờ à, nhắc đến chuyện nhậu ba mới nhớ một điều. Sao? Ông Bảy đang đợi chúng ta ở ngoài quán nhậu cơ. Trời ơi, ông đợi lâu chưa vậy? Ông đợi lâu lắm rồi, bây giờ là ra nhậu, nhậu nhanh luôn về nữa. Không có về sớm được, ông hôm nay là ông có chuyện buồn, ông bắt nhậu tới khuya. Là hai cha con đi tới khuya mới về hả? Tận khuya mới về. Chơi luôn. Nhưng mà con nói ba nào, ngày mai á mà con so cuốn sổ kia với cuốn sổ này mà nó giống nhau á là con với ba coi đi khám bệnh á, chừng mất trí á. Đúng rồi, thật là oái âm. Làm gì đó? Làm gì vậy? Bước ra. Đi ra đây. Đó, bà đi chưa? Cho tiền ăn học. Bây giờ dạy báo bà đó. Hết nói nổi mày rồi. Không biết làm gì chi á, làm gì chi. Báo không à. Cho tiền đi học trường luật về mày làm vậy hả? Ok, nếu mà trường mày dạy vậy thì tao không cho tiền mày đi học nữa. Nếu mày muốn đóng tiền học học tiếp thì vay của ba đi. Bạc 30. Ba, người trong nhà mà sao để rác vậy? Rẻ thôi. 39. Chốt. Đi nhậu nha. Giờ mới đi nhậu thiệt à? Bực quá rồi. Anh ơi, anh muốn giúp em mấy tờ vé số với anh. Thôi đánh lấy hết cho em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi đừng có làm vậy. Không, anh giúp em nhiều. Anh còn có 10.000. Thôi anh lấy tờ nha. Cảm ơn à. Không có tiền thì nói từ đầu đi. Ai bán mua hết đâu. Nghe nè Thủy ơi. Ủa sao bữa giờ ông đi học? Bây giờ ông già ông đòi cho dây tiền nữa, tôi lấy tiền đóng tiền học. Chắc tôi nghỉ luôn quá. Có mỗi vậy thôi mà cũng đòi nghỉ học. Anh nè, tôi có cái app này hay lắm nè. Cái app vay tiền Viettel Money cực kỳ an toàn đấy nha. Cái này giải ngân nhanh nữa.
Bà con dưới quê Thái mà vay tiền thì dễ lắm. Vay ngoài không được nhưng mà vay ở trên Viettel lại được á. Thấy khá. Không có yêu cầu giấy tờ gì phức tạp gì đâu. Đặc biệt đó là lãi suất còn thấp hơn ở ngoài nữa đó. Cảm ơn con nha Thái. Nhờ con mà gia đình của chú đỡ đóng lãi cho ba con. Dạ. Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Nhờ con mà bà con hàng xóm ở đây ai cũng được cấp vốn làm ăn đỡ khổ quá trời luôn. Nhưng mà nghe con nói nè, đừng có nói cho ba con nghe nha. Chứ ổng mà biết là hoằng lắm á. Được rồi. Con yên tâm đi. Ông Năm mù cũng là fan MU, sao mày không ghi vô? Trời ơi, tối ngày MU bữa hoài, nó kiếm tiền đâu. Anh Vinh. Đóng tiền ha. Hôm nay em qua đóng tiền gốc ẩn lãi luôn. Trời ơi, ngon dữ vậy ta. Anh đóng hay gạch? Em đóng sớm á, anh coi anh có bớt, em được nhiêu bớt nha. Phải bớt chứ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, giảm cho nửa tháng tiền lãi nha. Cảm ơn Vinh nhiều nha. Ừ, trời ơi. Bà này trong sớm mình cũng ngon quá ta. Tư. Hả? Hỏi cái à, hỏi gì vậy? À, tiền đâu có trả tôi lẹ vậy? À, đâu có à, bán đất. Mượn 1 triệu bán đất trả tôi luôn hả? Thôi kể tôi đi. Okay. Chú Vinh. Út Liệu. Cho con trả tiền. Ừ. Ê, cho chú hỏi cái nha. Tiền đâu con có trả chú nhanh vậy? Tiền ở đâu có? Ở đây có anh. Ở đây có. Ở đây mà quan trọng là làm cái gì ra nè? Làm tiền ra. Mà tại sao mà làm tiền ra nè? Làm cái nghề gì? Làm gái không? Làm gái anh. Rồi là họ hỏi này cũng như không rồi. Thôi về đi, xong tiền rồi về đi, gạch sổ. Chung. Ủa quá luôn. Chú Vinh ơi, chú Vinh. Hả? Con trả tiền cho chú Vinh nha. Trả tiền gốc với tiền lời luôn chú Vinh. Từ. Tiền đâu có. À, con mới bán thận qua, con trả tiền cho chú á. Không, con về trước cho chú. Trời, quên nữa, đau quá. Ủa? Bán thận mà có lúc nhớ lúc quên hả ta? Nãy nó chạy vô ghê lắm á. Trả lời không thành thật, kiểu này chỉ có chúng đại thôi. Giấu không cho mình biết. Bà ba, nãy bà con mình vui quá trời. Chắc chúng đại hay gì đó mà. Ấy thôi, ba bỏ nghề đi cho bà con vui hoài. Bỏ sao bỏ được, mày đang làm ăn ngon chết mẹ. Nó bị khùng cái gì á. Nó vui mà vui kiểu này tao cũng vui mà, không? Con sợ ba vui hết nay nữa. Mốt bà con không mượn tiền ba nữa đâu. Trời, sớm này nghèo chết mẹ luôn, cỡ nào mà không mượn tiền nữa. Cỡ nào thôi, mà tao ế được. Ba rảnh hơi gì mà nói chuyện với mấy này, nó tuổi trẻ mà nó có chạy sự đời đâu mà nó biết. Để coi. Tối nay nằm ai? M.U. Nữa. M.U tôi ơi. Cứ vậy hoài. Đã thù hoài mà cũng theo hoài, con không biết nói bằng sao luôn á. Nhưng mà má quỷ là bất diệt. Bất diệt, bất diệt coi chơi thôi, mắc gì rồi bắt nó làm chi. Hôi xui thôi, chứ biết chừng xui nào. Xui cái gì mà xui? Thằng Onana nó phế vật cỡ đó mà xui nó báo không mà xui. Ôi ơi, con không biết hả, Onana là hả? Cũng môn chơi chân tốt nhất thế giới á. Thủ môn cần cái gì? Tay. Rồi chơi chân hay được cái gì? Ba nghĩ là phong thủy á. Rồi bỏ gần cả 100 triệu mua cái thằng về quay cơm ba con chơi vậy đó hả? Thằng đó là xui đó, thằng đó xui á. Ở bên kia nó đá dẻo, hánh cơm ba 100 triệu. Trời ơi, đang thơm gặp hôi luôn á, mới xui á. Kỳ cục, giờ không biết theo đội nào luôn. Theo Arsenal. Ôi, Arsenal mới khó theo á. 20 năm rồi không có một chức vô địch. Nhà trẻ mãi là nhà trẻ. Đó, giờ thua đó rồi lo gom tiền mà đi trả người ta kìa. Bây giờ có ai lại mượn tiền đâu mà gom. Ôi mà bà, bộ có nhóm khác cho bạc thấp hơn mình hay sao mà tự nhiên người không ai qua mình vay chứ vậy? Không có biết, bữa giờ trong xóm có ai đâu. Không biết có ai làm tiền mà bạc thấp hơn mình không á nha. Chú Vinh ơi, có Thái nhà không chú? Kiếm Thái chị. Thái đây rồi. Gì vậy? Gì vậy? Cậu Thái. Gì vậy? Chắc cậu không có giận tôi chuyện tôi quen bé Nghi của cậu nữa ha. Có gì đâu mà giận. À, tôi tính qua nhờ cậu chỉ tôi cái app vay tiền gì mà cậu giúp bà con trong xóm á. Được. Đó, đâu biết app gì đâu. Không có biết app gì hết. Cậu chỉ hết bà con mà bây giờ cậu không chỉ tôi.
cậu thu tôi hả? Về về đi, tôi chỉ sao. Không về có biết. Cậu không muốn chỉ đúng không? Không có biết mà, nó nói đi đi về đi. Ích kỷ. Phương nghĩ nó bỏ cậu là đúng. Đâu biết gì đâu. Mà tôi... áp vay tiền là áp gì? Khai mau. Đâu phải áp. Áp gì khai đi. Áp áp Viettel Money. Viettel Money là cái gì? Áp hỗ trợ cho người dùng vay tiền nhanh với lại lãi suất thấp. Mà thủ tục đơn giản. Không cần chứng minh thu nhập gì hết. Giải ngân trong vòng 50 phút. Vô lý, gia đình mình là người là cho vay ok nhất ở đây rồi. Mày thừa biết là gia đình mình làm nghề cho vay, mà giờ mày đi chỉ hết mọi người vay tiền bằng cái này, rồi gia đình mình sống bằng cái gì? Thì sống bằng ngày khác chứ, làm cái ngày này có ngày đi tù. Đi tù hoài thằng này trời. Thôi con nói bài với anh hai nghe, làm việc khác đi, cái đó thức đức lắm. Nhưng mà app này vay tiền dễ vậy luôn á hả? Dạ. Tao vay được không? Cái gì đó ba? Kiếm chút định. Đó vay đơn giản mà vay nhanh quá giờ. Thôi hồi đó giờ cha con mình cho người ta vay tiền, bây giờ đi vay tiền ngược lấy app này hả? Mà u hại ba quá. Nghe mà u là cái gì mà giờ đi vay tiền. Đây con chỉ cho. Để suy nghĩ trong anh cho sáng hơn nè. Nè, cũng như đây. Chọn vay tiền. Rồi chọn vay tiền linh hoạt. Rồi. Ví dụ như là tao là vay cũng được đúng không? Được luôn. Ờ. Cũng vậy luôn nha. 5 đến 10 phút là tiền về à. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là giờ là ba với anh hai quyết định bỏ nghề đúng không? Bỏ bỏ. Vậy là Tết này vui quá thì vui rồi. Bỏ nghề xong rồi kiếm thêm một cái nghề gì đó làm. Với lại cũng hứa là không cá độ đá banh nữa luôn nha. Ừ đúng rồi. Bỏ đúng luôn. Rồi. Hứa nha. Tết này gia đình mình có nhiều niềm vui. Ba bỏ nghề cho dây. Bỏ luôn cả cờ bạc, bóng đá. Chí thú làm ăn. Trời ơi quá nhiều niềm vui trong cái Tết này. Nhờ Viettel Money cả. Em suy nghĩ lại đi. Em biết là em có lỗi với ba mẹ em. Nhưng em không dám đối diện với họ. Không phải lỗi của em đâu. Em đừng buồn, anh thương mà. Nếu mà nói anh thương em á, vậy anh bỏ đi với em đi nha. Anh... Việc nói thương người ta. Không phải. Tại vì anh là con một của ba anh. Rồi anh đi không ai lo cho ba anh hết á. Ủa chứ em con gì? Em cũng con một mà. Em phải gia đình của anh đúng không? Phải thì thôi. Ý anh không phải như vậy đâu. Anh đi thôi, em đi mình. Thái, bình tĩnh đi. Thôi được rồi, đến vô soạn đồ đi luôn. Cái gì vậy? Đi đâu? Dạ mà. Em chào bác. Vừa nghe nói hai đứa dọn đồ đi đâu á? Bộ giận ba hay gì mà bỏ nhà đi à? Dạ đâu có đâu ba. Chứ sao? Dạ. Có gì thì nói ra để người lớn ta giải quyết giùm cho. Con có lỗi với ba mẹ con mà con sợ cho nên. Trời ơi, cha con giận hờn nhau vài bữa quề chứ mắc gì phải bỏ nhà đi. Ba con khó lắm. Khó cái gì mà khó? Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng là cha con với nhau, làm sao mà bỏ nhau được. Phải, tại tối ngày ba con cứ bắt con lấy vợ hoài. Hẹn 2 tháng nữa gặp nhau nè. Mà con á thì có người yêu rồi. Bây giờ con có người yêu thì con nói con muốn lấy người yêu con. Con không có muốn lấy cái người của ba giới thiệu là sao? Mà có dắt người yêu về ra mắt chưa? Con không dám đâu. Con mà dắt người yêu về á, ba con đánh con rồi đánh ảnh luôn á. Ảnh là sao? Đừng nói là ấy hả? Dạ. Hả? Con bác đừng có cười con mà, con đâu có muốn vậy đâu. Bác nói chơi thôi. Chứ thời buổi nào rồi
cởi mở lên, cởi mở lên, hiện đại lên nha. Chuyện như chuyện bình thường, thí dụ như là bác là thì bác cũng sẽ chấp nhận thôi, nên là bác nghĩ là ba con cũng sẽ chấp nhận. Bây giờ cứ về nói thẳng với ba con đi, còn nói không được để bác qua nói cho, chuyện bình thường má. Dạ con cảm ơn ba. Mắc gì mày cảm ơn, tao giúp, tao giúp thằng Thái. Hồi nãy ba có nghe Thái giới thiệu là ảnh không ba? Ừ thì ảnh là bồ của nó. Ảnh nè. Hả? À. Ủa chứ không phải là bác dễ chấp nhận hả? Sao thấy bác căng quá vậy? Không, bác bị bất ngờ thôi. Tại vì tại sao không nói cho ba biết từ xưa đến giờ mà giờ này mới nói? Con mà biết ba dễ chấp nhận vậy là con nói lâu rồi, chứ đâu có giấu tới giờ đâu. Tụi con yêu nhau 8 năm rồi. À, thôi được rồi. À, thiệt, nói thiệt lòng là bác cũng hơi bị sốc. Nhưng mà thời buổi này rồi mà, miễn sao con cái mình hạnh phúc được rồi, nên bác tôn trọng mối quan hệ của hai đứa. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ. Con cảm ơn ba. Ừ. Vậy mình đi bác. Đi đâu? Đi qua nói chuyện với ba con. Ông nội tao không dám qua bên đó nữa. Ủa, sao nãy bác nói để bác qua? Tôi nghĩ sao giờ qua bển nói con tôi cưới con ông nghe. Sao nói? Vậy thôi em đi trước đi. Để anh soạn đồ anh đi luôn chứ. Đi đâu? Thôi rồi. Để qua bển coi tình hình sao tôi nói chuyện. Dạ đứa con. Vừa bớt. Gì con vừa chưa xong. À, dạ đây là chú Phú, ba của anh Mạnh. Đây là ba của con. Chào anh. À, vô chơi ha. Sao giới thiệu trịnh trọng dắt bạn về chứ đâu phải đi coi mắt đâu mày. À, anh bộ thích coi đá banh lắm hay sao mà mặc đồ đá banh vậy? Thôi nói thiệt với anh, Việt Nam với lại Premier League là tôi không bỏ trận nào á. Ủa vậy hả? Tôi cũng thích coi đá banh nè. Thế hả? Anh fan đội nào? Đây, Manchester United. Rùa tai đỏ. Ý anh là sao? Tôi nhìn anh trông có vẻ cũng học thức, cũng đứng đắn, mà sao đi theo lũ man đần vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa tôi học thức mắc gì không được theo man đần? Man U. Tôi tiếc cho anh thôi. Lớn rồi không có nhận thức, chọn sai con đường. Ủa tôi có nhận thức tôi mới chọn Man U. Khai liền, anh là fan của đội nào? Nếu như anh đã hỏi thì ra anh Phú đây là anh Phú Ngao. À, anh Phú Thảo à. Pháo thủ chính hiệu Mạnh. Đi về. Bác. Đi về. Bác. Nói nha. Có ngon chỉ khẩu pháo với nhà này một lần nữa đi. Ba giúp tụi con nhưng mà ba. Giúp cái gì mà giúp? Bác. Rác chim con đi bác. Không có giúp được. Đã là pháo thủ rồi, không thể nào mà làm xui da với mấy con rùa tay đỏ được. Đi về. Ba. Bác. Điều này chắc em đi thiệt quá. Trời, không lẽ em tính trốn suốt đời luôn hay sao? Nhưng mà em sợ lắm. Sợ ba không đồng ý. Em đừng sợ gì á. Hay là mình cứ vô mình nói đi, biết đâu ba em cũng giống ba anh thì sao? Mình nói là ba sẽ chấp nhận á. Nhưng mà bây giờ mình vô mình nói đi. Rồi nếu ba không chấp nhận mình đi trốn cũng đâu muộn đâu. Yên tâm đi, anh ở luôn bên em mà. Bác Hai. Ừ. Bác Hai ráng giúp con nha. Chuyện này chuyện nhỏ à, đâu gì đâu. Đi. Ủa anh Hai, nhà dỗ quải gì đâu, lễ lộc gì mà kêu hai chồng qua vậy? Chắc cần gì dỗ quải vậy? Thích nhớ tụi bay thì kêu qua ăn cơm nước tâm sự thôi. Ủa, này lạ thế nhỉ? Thế chị Hai đâu? Bà đi mua đồ cho bà Bảy rồi.
Kiểu nhà có hai đứa con gái nữa mà giờ theo chồng hết rồi. Anh mày buồn quá. À tính lẻ nữa hả? Bậy. Ai mà kiểu buồn buồn xong hên có mấy cái bài báo tích cực á, đọc cái thấy cái người nó cũng tích cực hơn. Cái gì á? Thằng diễn viên Vinh Râu bên Pháp TV mới đi dạy vợ xong vậy mà công khai bạn trai luôn. Được khán giả ủng hộ quá trời. Mấy con mẹ đâu tích cực. Sao không tích cực bậy? Mày thấy không, xã hội bây giờ người ta cởi mở thông thoáng rồi, đâu có ai kỳ thị với tính thứ ba nữa. Ôi anh hai ơi, làm vậy khổ đời con gái người ta. Trời ơi, giới tính gì đâu kỳ cục à. Cái ông này làm gì mà gay gắt thế? Ừ. Giới tính không? Kỳ quá. Kỳ cái gì? Hả? Ai mà đẻ ra chọn được cái giới tính của mình? Ừ. Rồi giới tính thứ ba có gì đâu đáng xấu hổ mày. Ừ. Người ta vẫn sống, vẫn làm việc kiếm tiền một cách rất là giỏi luôn á. Nè, thằng Vinh Râu nó chuẩn bị nhận giải Oscar luôn kìa mày. Trời ơi. Ôi, giải gì giải không ham. Thiệt ra tôi nhận mấy giải đó mà con của tôi ví dụ bị bể đê tôi cũng không ham. Thật sự, làm vậy rồi đi ra đường rồi người ta cười chê tôi rồi hả, danh dự tôi để đâu? Tôi giấu mặt ở đâu? Còn phải nói giỏi tông đường cho tôi nữa. Ai nói giỏi? Nói bậy bạ nghe mày. Người ta giới tính thứ ba người ta vẫn có con được nha. Mà vẫn vậy người ta còn sống hạnh phúc bình thường nữa kìa. À, bình thường là bình thường sao? Trời, cái đó là bệnh mà cái bình thường. Bệnh cái gì mà bệnh ông này? Cổ lô sĩ nó vừa đấy chứ. Ừ. Khoa học người ta cũng chứng minh rồi là mấy cái này ấy là chỉ là xu hướng tính dục của con người thôi chứ bệnh cái gì mà bệnh. Tính dục cái gì lạ luôn á. À, không biết bệnh là phải chữa. Tôi sớ gỡ chơi chung cái hả? Xong luôn. Xong là xong sao? Xong thua. Bị cái đó dính vô một cái là không ai dám giao gì cho làm luôn. Bậy tâm bạ không mày? Mày sao mày cố chấp như vậy? Hả? Người ta như vậy nhưng mà người ta đâu có vẻ là vô dụng lắm đâu. Nó là như vậy mà anh. Không phải như vậy. Là như vậy. Tao nói không phải như vậy. Nó là như vậy mà sao nó cứ gì. Tao bê đây nè, tao có như vậy đâu. Cái gì? Mày nhìn tao đi. Tao tốt nghiệp trường Harvard nè. Tao mở một công ty nè. Công ty tao có hàng trăm nhân viên. Mày nhìn tao giống vô dụng không? Em xin lỗi. À, anh hai này. À, chị hai. À, bác hai. Bác nói thế nào ấy chứ, bác lấy vợ sinh con thế kia thì làm sao mà vậy được? Đúng. Ủa vậy sao không được chứ, có vợ có con? Mà anh bị vậy lâu chưa? À hay là nãy giờ chắc giỡn đúng không? Chọc tụi em nó kiểu như muốn tìm cái tích cực. Đầu tao hai thứ tóc rồi tao đi chọc mày hả? Tao giỡn với mày hả? Tao bê đê thiệt. Tao lấy chị Kim mày á cũng chẳng qua là do bị ép thôi. Tình cảm gì đâu. Nhiều khi tao muốn ly dị lâu rồi. Mà nhìn thấy tội nghiệp quá. Chứ là thôi lỡ có chị em thủy thủy với nhau. Ờ, tao có bạn trai bên nước ngoài nữa. Kiểu tao búng tay cái nó qua rước tao liền chứ. Ờ, đó là người yêu cũ thôi nha. Người yêu mới tao. Người yêu mới tao ngay sớm luôn. Thôi cái gì để tao kể. Ai? Ông Bảy. Ông Bảy á? Ừ. Đó có gì đâu. Hai thằng đàn ông vẫn có vợ có con. Nhưng mà vẫn hạnh phúc bình thường. Đó sao? Có gì đâu. Ủa mày nghĩ tao để tóc dài để làm gì? Đừng. Đó. Tại vì anh Bảy anh thích. Vậy thôi. Anh khen bé để tóc dài dễ thương đâu. Đó. Rồi vô dụng chỗ nào? Hả? Ôi trời. Ông Bảy ơi. Ủa em mới về hả? Em. Ông đừng có nói gì nữa hết á. Tôi nghe hết rồi. Người mà tôi kêu làm chồng á. Hóa ra là chị em với tôi. Trời. Bậy bạ quá. Kim nghe nói nè, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nãy giờ anh nói xạo á chứ anh chồng của em vậy mà sao bê đê được. Em là vợ của anh, mình sống chung sống biết bao nhiêu lâu nay rồi, em tin anh mà đúng không? Không, em cũng không tin. Thấy chưa, nó còn không tin kìa. Tao với mẹ anh em hai thằng đi nhậu với nhau hoài à, mày nghĩ sao tao bê đê vậy? Ủa mà đi nhậu mắc mớ gì không được bê đê? Kim, nhìn anh nè. Em nhìn anh đi. Hai đứa mình là có hai đứa con với nhau rồi. Nhớ chưa? Thì làm sao anh bê đê được?
Nhưng mà lúc nãy anh bảo là có con thì vẫn bê đê như thường còn gì. Con nói gì vậy? Thái, hỗn nha con. Đừng có mà thấy bác hai bê đê như thế mà mày hù vô mày cả giỡn với ông ấy đi. Tan cửa nát nhà người ta đấy. Mày muốn tan cửa nát nhà không? Mày mới hổ quá nha. Nó nói đến như vậy mà còn chẳng không hiểu nữa. Con xin lỗi ba mẹ. Nhưng con là gay. Ba đừng ép con lấy vợ nữa được không? Con có người yêu rồi và con yêu anh Mạnh 8 năm nay rồi ba. Con là gay. Mẹ hiểu rồi. Con là bị ảnh hưởng tâm lý thôi, chứ không có gay gì hết á. Từ nay trở đi con hạn chế tiếp xúc với bác hai thôi, nghe chưa? Nữa hả mày? Nữa hả? Con đã nói con là gay. Con là gay. Gay hay không á, đúng là bệnh tâm lý, cần phải chữa liền kịp thời. Ba ơi, cái này nó không phải là bệnh mà chị mà chữa ba. Bệnh hay không bệnh, đi khám mới biết. Con cảm ơn bác sĩ, con bác bye sĩ. Bác sĩ. Bye bye. Mẹ ơi, cho con 5.000 cho con một bánh, cho con một kem đi mẹ. Rồi, con hứa không có cắn bạn trong lớp nữa rồi, mẹ mua cho con ha. Dạ. Thấy chưa? Làm mẹ Bonjour. Dạ, chào bác sĩ. Mình muốn khám gì? Hôm nay tôi tới đây không phải khám, tôi khám cho con tôi nó bị bệnh tâm lý. Ba, con có phải là bệnh đâu mà khám cái gì? Tôi để nói chuyện thôi. Tôi có nghe nói là danh tiếng bác sĩ Dior ở đây là học từ Pháp về nên rất là nổi tiếng. Cho nên nhờ chăm sự nhờ bác sĩ chữa bệnh tâm lý cho con tôi. Merci beaucoup. Cảm ơn nhiều. Tưởng fan anh Bảy. Tôi xin lỗi. Không sao. Đợi tôi một chút. Ngon. Alo. Bé đang làm. Lát nữa bé gọi lại cho. Cái quần của anh lắm đậu luôn. Bé giặt rồi, bé phơi ngoài ban công á. Vậy nhá. Ok. Tôi xin lỗi. Em bị sao? Thôi, qua đây tâm sự với bác sĩ rồi bác sĩ sẽ tận tình chữa cho em nha. Dạ dạ. Qua đây. Đừng con qua tâm sự với bác sĩ. Không có được. Tâm sự bằng miệng ha. No. Tâm sự không. Nói chung là không có tâm sự được đâu, ở gần nhau bị lây á. Tại vì cái bệnh con tôi với bệnh bác sĩ là y chang nhau. Để tôi kiếm con bác sĩ khác. Nếu mà ông chữa cho con tôi ok á, tôi giới thiệu cho bác sĩ với bạn bác sĩ luôn. Tôi đâu có bệnh. Bệnh mà trời ơi, cái này là bệnh. Bệnh này nó lây ghê lắm á. Bác sĩ tâm lý mà không biết tâm lý mày gì hết. Đi về đi. Tối ngày. Đi về đi. Là sao vậy chị? Bác sĩ thông cảm, ông già nhà tôi cổ hủ quá. Nhưng mà không sao, tôi tư tưởng tiến bộ lắm. Chả bao giờ kỳ thị mấy người giới tính thứ ba như bác sĩ đâu. Tôi là LGBT nhưng... Thì tôi biết là bác sĩ giỏi rồi, biết. Cho tôi xin số điện thoại được không? Để mốt mà lỡ hai người có chia tay thì tôi giới thiệu thằng con tôi cho. Mai. Bác sĩ gì mà nóng tính thế? Ngồi xuống luôn đi. Cái gì nữa vậy bà? Nhà thờ quỷ không tốt đâu nha. Để một chút tao chụp nó vô hang cho. Dạ thôi được rồi thầy. Nó để nó ngoài hang mới tốt. Cái này logo đội bóng thôi chứ không gì hết. Dạ. Ủa bà, cái gì nữa vậy? Dạ. Thú thật với thầy, con trai của con nó bị bóng. Ta cũng nghĩ nó bị bóng đè. Ê không phải. Bóng không phải bóng đè, mà bóng kia kìa, bóng dòng mà hai con trai thích đánh kiếm á. Chê á, kiểu như cái dòng mà xăng pha nhớt. Bông không ra bông mà trái không ra trái. Bê đê. Dạ. Là hôm nay là người kia ta tới đây để chụp cái dòng bê đê trong người thằng con ra. Cho nó về lại nam tính. Dạ, chứ con trai mà về kỳ lắm. Vậy là hôm nay là tao sẽ chụp. Chụp má mà chứ chụp. Mày nghĩ sao tao kêu tao chụp bê đê cho mày? Không phải, tại bê đê nó bị... Bê đê gì? Bê đê hết của ông nội ngoại nhà mày hả? Hả? Chụp là chụp cái dòng sầm lông của mày á. Ủa? Cái gì vậy? Tao gõ gì đâu mày giờ.
Nghĩ sao bút BD kêu chụp BD vậy má? Ghê luôn hả? Không hiểu sao từ lúc mình nói mình ghét BD, gặp BD hoài luôn. Ba, này đâu phải bệnh đâu mà chị này rồi chụp này chụp kia ba, không chị được đâu. Sao không chị được? À, mình thấy không? Nói BD chửi tao sầm lông nè. Chửi được hết, nói chung là bệnh gì cũng chữa được hết. BD cũng vậy. Đi, đi. Đi đâu? Đi lên lầu. Trời ơi, mệt ghê. Dạ thưa ba, ba sống khôn khác thiên thì về đây phù hộ cho thằng cháu của ba hết bị bệnh BD. Và nếu ba linh ứng, con nguyện sẽ rỉ tay cháu của ba trở thành một fan mu chân chính, mãi mãi là fan mu. Và con cảm ơn ba, chúc ba một ngày vui. Chắc đi về quá mày ơi. Thôi mà ba, mình lỡ tới đây rồi mà. Ba giúp con lần cuối đi. Ba thương mày thiệt, cái gì ba không giúp chứ. Nhưng mà bây giờ là không thể nào mà một pháo thủ chân chính mà bây giờ lại đi qua năn nỉ mấy con quỷ đỏ vô tri này được. Đã vậy nữa, trời ơi, đã vậy còn mua cái nón qua tặng nữa chứ. Mặt mũi đâu, mặt mũi đâu. Thôi mà, ba nhiều con một lần đi. Thôi, vậy thôi để con bỏ đi theo Thái luôn cũng được. Thôi được rồi. Mệt quá, tối ngày báo không à. Mà nói là một lần này thôi nha. Dạ. Thằng khứa quỷ đỏ kia mà còn sọc dưa nữa là ba không qua đâu đó nha. Nói trước á. Dạ. Thật ra thì hôm đó tôi hấp tấp quá nên có những cái hành xử nó không có đúng chuẩn mực. Nên hôm nay tôi tới tôi gửi tặng anh món quà để hai gia đình mình quan hệ với nhau. Xin lỗi anh, tôi không nhận được. Ba, ba đã có ý xin lỗi ba rồi mà sao ba cố chấp quá vậy? Mày biết gì mà nói hả? Ba... anh nè, mình lớn rồi, hãy để cho con của mình nó sống thật thì nó mới thoải mái, thì sau này nó mới có hạnh phúc được chứ. Sống giả tí đâu có sao. Sống giả một xíu mà không bị dèm pha, không bị soi mói, không bị xỉa xói, như vậy mới là hạnh phúc, mới thoải mái. Ba, năn nỉ ba mà. Cũng năn nỉ vậy đó, vô phương cứu chữa nha. Biết gì khỏi qua cậu ba. Vậy ba. Cái gì? Ê, nè ba, nè sao ba? Nói chuyện cũng được thôi, từ từ tính. Đừng đánh nhau nha ba. Đánh nhau cái gì mày điên hả? Lớn rồi đánh nhau cái gì? Chứ sao? Chẳng qua là tôi biết được cái bí mật của ông. Tôi có bí mật gì? Ông giấu ai chứ không giấu được tôi đâu. Tôi nhìn sơ qua là tôi biết rồi. Có phải vì ông không được sống thật với chính bản thân mình nên bây giờ ông muốn con ông cũng như vậy phải không? Thực ra hồi đó ông già tôi gia trưởng cấm cản tôi đủ thứ đó. Cho nên tôi mới quyết định trốn trong cái vỏ bọc này từ trước lúc tôi có vợ. Đến bây giờ vợ anh vẫn chưa biết chuyện. Vậy là ba cũng bóng giống con luôn hả ba? Ba giấu gia đình ba bóng hả ba? Bóng nào? Chứ vỏ bọc, ba nói mà sống trong vỏ bọc gì? Con hiểu lầm rồi. Là cái vỏ bọc này nè. Ủa ba thích em u sao ba lại xăm ai xin anh? Thật ra ba là một fan pháo thủ chân chính. Thợ nhỏ lúc mới đầu coi đá banh thôi, lúc đó ba coi với ba của ba, đó là trận đấu mà Arsenal đá với Manchester United. Ngay từ cái nhìn đầu tiên mà ba đem lòng yêu mến Arsenal. Sau trận đó ba của ba lôi ba ra đập ba quá trời.
Mong cho ba thích ở Sơn An, bác ba hỏi lòng. Sống là MU, chết là MU. Hôm nay là giỗ 49 ngày của ba. Trước khi ba đi lưu, ba cho phép con in một dấu ấn của Arsenal lên người của con. Con hứa với ba, con vẫn giữ bản sắc MU là chính. Arsenal chỉ là một kỷ niệm nhỏ nhỏ mà thôi. Dạ, con cảm ơn ba. Xin ba đồng ý trước khi ba đi luôn. Ba không chịu. Ba không chịu, ba bẻ nhang nữa. À đâu có. À mà ba gật đầu. Ba gật đầu là ba đồng ý. Vậy mà sao ông nói là sống giả một chút nhưng cũng tốt mà, đúng không? Ông giờ ông thấy hạnh phúc không? Vậy sao ông bắt con ông phải sống giả hả? Không cho nó sống thiệt. Không phải lỗi tại ba con đâu bác. Lỗi tại con sợ con nói ra rồi người ta dị nghị gia đình con, người ta nói ba con này kia. Ba, con xin lỗi ba tại ba mẹ đẻ con ra là con trai nhưng mà con không có được là người con trai như là ý ba muốn. Cái này không phải lỗi. Ông anh nói đúng, nó không phải là lỗi, nó là cái bệnh. Gì? Nó là cái tật. Cái gì? Nó là cái gì cái mẹ đi, nhưng mà nó là một cái bình thường. Rất là bình thường. Hai. Dạ. Ba hiểu cho con. Từ nay ba sẽ không ép nữa. Một phần cũng là lỗi tại ba. Lỗi ba trốn mãi trong cái vỏ bọc Manchester United. Cái liên quan gì chuyện của nó? Đâu có liên quan gì đâu. Đâu có liên quan đâu. Mà nói chung là tóm lại sao, có cho nó chơi sống thật không? Ba, kể từ giờ trở đi ba sẽ sống thật. Dạ. Con cũng phải sống thật. Ừ, vậy đi. Dạ ba. Được. Kể từ nay tôi là một pháo thủ chân chính. Ừ. Con là BD. Yeah, yeah. Đó, vậy thì vui được chưa? À. À, ví dụ mà cho nó cưới vợ đẻ con cái rồi mới cơm ao được không? Mày khổ gái người ta. Thôi dạ, giỡn. Dạ, con cảm ơn ba má. Ừ. Con cảm ơn hai bác đã chấp nhận hai đứa con. Thì bà sao vậy? Hả? Em? Ông tránh ra thôi ra. Ok. Sao bữa giờ cứ mặt nhăn nhăn nhó nhó, trời đám cưới của con làm ơn cười xíu thôi. Có gì đâu tôi làm đâu. Chắc là mẹ giận ba gì đó. Lấy tặng cho mẹ, bảo đảm hết giận. Phải không? Ôi, tâm lý lắm á nha. Chứ sao? Ủa bà sao vậy? Ủa không chấp nhận được hả? Đúng rồi, lên đi, hiểu không? Ôi thằng này, mày mái tao chơi. Anh hai cho em mượn chơi xíu đi. Nít anh hai có cái skin mới ra đẹp quá trời luôn. Đập. Mà tất nhiên rồi, anh mày dân cao thủ phải có cái skin đẹp chứ. Mà em đang gắn tim mà. Gắn cái gì? Cho em mượn chơi đi anh hai. Không mày không, cái thằng mượn xíu đi. Em khó vậy. Tao đập mày giờ. Thái, không có ghẹo em nha con. Nhớ mặt tôi á. Mặt mày dễ gì tôi quên. Thái ngồi dậy ba hỏi chuyện coi. Thời tới anh hai thôi. Ui. Cái gì vậy? Cái gì ba? Mày học hành cái kiểu gì vậy hả? Để mà cô toán mắng vốn tao. Thứ bảy tuần rồi mày không đi học nè, tiền cũng không đóng nữa. Mày lấy tiền đó mày đi ăn chơi nạp game gì đúng không? Đâu có, con tiền con chưa kịp đóng thôi chứ con để trên phòng á. Ừ, đi lên phòng lấy tiền xuống ba coi. Ba sao vậy? Thứ bảy tuần trước anh hai bị bệnh đâu có đi học được đâu.
Đúng rồi, bữa tôi nói mà ông không nhớ. Tối ngày cắm đầu vô làm, không có biết quan tâm con cái gì hết á. Làm cha kiểu gì không biết nữa. Rồi rồi thôi, thì ba xin lỗi. Muốn ăn gì nói ba, ba đi mua cho ăn. Ăn gì cũng được mà, cho tiền đi, cho tiền đều tự mua được rồi. Còn cái vụ học phí thì con chắc chắn là anh hai lấy tiền nạp game nữa ba. Chứ chơi đi, chơi đi. Chơi vậy mới đúng, thấy không? Mày chọn đứa con này. Thôi, đi lên lầu lấy tiền xuống cho ba. Ba, ba cũng đừng trách anh Thái quá. Tại cái skin này nó đáng giá đồng tiền ba à. Nó đáng giá 3 triệu lắm, nhìn nó đẹp như vậy mà. Mày nhắc đồng tiền, ai nhờ mày nhắc. Mày gan trời ha. Cho tiền mày ăn học mà không lo ăn học. Suốt ngày game. Mày thấy tiền để dùng vô cái việc nạp game mà có ý nghĩa hơn là đi học hả con? Hả? Thì con nạp game để con có cái ý chí phấn đấu để cho chơi game hay, để sau này con thi đấu mang vinh quang cho tổ quốc. Bây giờ nó là môn thể thao chứ bộ đâu phải là kiểu chỉ chơi không đâu. Để mà thành công được như ngày hôm nay thì em nghĩ là mình phải chơi game. Nhưng mà đó là quan điểm rất sai lầm. Bởi vì sao? Mình chơi game hay chứ lại mình nghĩ mình chơi game hay nó khác nhau lắm mọi người. Thì sao ạ? Thì từ cái lúc mà em bắt đầu nghe lời ba em chăm lo học hành đàng hoàng thì em đã có thể tốt nghiệp đầu ra thủ khoa đại học như vậy. Và em mong là mọi người ở đây hãy biết nghe lời ba của mình. Mày thấy con người ta chưa? Thì mỗi người có một cái con đường riêng, mỗi người có một cuộc sống riêng. Mắc mớ gì ba so sánh con với nó. Tao so sánh để cho cái đầu mày khôn ra. Ở đó mày còn cãi hả? Nè, tao nói trước cho mày biết nha. Sắp tới mà không thi đậu đại học đi, đừng có giác mặt gì đây gặp tao. Ha. Thứ ăn hại, không làm được cái gì cho báo không à. Nói gì? Tao nói mày vô dụng ăn hại. Ba không muốn gặp con thì bây giờ luôn, con đi luôn cho ba coi, cho ba vừa lòng ba, lúc đó ba đừng có mà mong nhớ gì hết. Thiệt á, đi á. Thôi. Ừ, đừng có níu kéo. Giận rồi, đừng có năn nỉ nữa. Đi nữa hả? Tháng này mày đi cũng chục lần hơn rồi á. Mà đi lần nào cũng có tiếng gửi 2 tiếng vậy. Vậy chi? Bản lĩnh là đi luôn. Mà định qua nhà Phương đúng không? Vậy thì ráng cố gắng tinh tế lên nha. Qua nhà người ta làm phiền người ta để ba người ta mắng vốn cũng kỳ lắm con. Nha. Rồi biến đi. Ông này đã biết cái tính nó vậy rồi mà cứ nói hoài. Thái con. Mẹ đừng có. Ê, chờ mẹ xíu, có điện thoại. Alo, chị hả? Dạ. Con đi lên lầu dọn đồ đi, rồi chừng nào về mẹ nói chuyện với con. Mẹ đang có điện thoại. Chờ mẹ. Anh nghe chị. Cái gì? Nó đi nữa hả? Trời ơi, cho nó đi luôn đi. Hơi nào mà chị cản nó làm gì? Ê, con em cũng vậy á. Nó đi nó cũng sẽ về à. Tại vì em biết tính nó. Nó đâu giờ mà ở ngoài lâu, chị đi có nửa tiếng à. Phải nhớ đi lâu mình. Đẩy cái ghế sát vô coi. Quan tâm con cái. Con cái bỏ nhà đi cũng bực bội quá. Đó, ông nói tao vậy á, tao đi được không? Gặp tao như mày là tao đi từ lâu rồi. Mày phải đi để ba mẹ mày nhận ra mày quan trọng như thế nào trong cái nhà này. Nhưng mà đừng có giống mấy lần trước. Đi tiếng rồi về, đi tiếng rồi về, không có tác dụng. Giống như bệnh mà mày cho uống loại thuốc hoài á, nó bị lờn thuốc. Mày phải tăng đô lên. Đi luôn. Mày điên rồi Phương ơi. Mày đi luôn rồi chết đói hả? Tao đâu còn nhiều tiền đâu. Mày phải mạnh mẽ lên. Mình lớn hết rồi, trưởng thành lên coi nào. Ai đâu mà cứ để ba mẹ chửi hoài được. Như tao nè, ba mẹ chỉ cần chửi tao một câu, tao dọn đồ tao đi luôn. Phương, cái này là cái phòng của mày hay cái bãi rác? Mày dám không dọn rồi thì biến ra khỏi nhà đi nha, đừng có sống trong đây nữa. Vậy có đi không? Mày dọn đồ đi, rồi qua đón tao. Chửi tao là tao phải đi, làm sao nhìn được. Ok, nếu vậy
để tôi qua. Cứ đi kìa. Tắp chi lùm đùm đề đề trời. Lần này đi là đi mấy tháng luôn cho biết mặt á, đi bụi luôn. Nhìn mặt có dữ ha. Nó tưởng vậy là ngầu á bà. Ủa mà sao nó đi vậy? Nó không chạy luôn ta, mà đi từ từ chứ ta. Phim này hay ha ba mẹ ha. Thôi không níu kéo, thôi đi. Quên nữa, đi bụi mà quên đồ sao đi bụi được đây. Giờ lấy gì ta? Sẵn gà rồi. Khác khác cho mẹ coi. Đang cái đoạn hay, đi. Đi ra chỗ khác coi. Yêu khác đi. Đói lắm luôn á, không ai thương, không ai cho đồ ăn, đi bụi vài tháng trời. Con đứng xích ra cái câu cái thằng này thiệt chứ. Ăn giọng đi. Đi luôn. Thái, đừng năn nỉ con nữa. Chừng nào con đi ra khỏi nhà con đóng cửa lại giùm mẹ nha. Mất công mẹ ra đóng phiền lắm. Mày đang coi phim. Thôi được rồi, để đi. Dạ, con chúc ba có một ngày làm việc thật vui là tràn đầy năng lượng ạ. Rủ con Thái làm gì thế này? Dạ thưa ba, thằng Thái nó cãi nhau với gia đình nên nó đi bụi đó ba. Nữa hả? Dạ. Rồi nó qua đây nó rủ con đi chung. Nhưng mà làm sao con có thể đi theo nó? Làm sao con có thể cổ suý cho những cái hành động ngờ nghệch, ngốc nghếch và bất hiếu đó ba? Thái, tao nghĩ mày nên về nhà đi. Ba mẹ của mày đang trong đó. Đừng có qua đây rồi rủ rê tao, làm cho ba mẹ tao phải lo nữa. Ba đi à, đi Thái. Ba đi à. Dạ. Thôi nè, tiền ăn sáng nè, 200. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ, thôi ba đi. Ba đi làm vui nha ba. Dạ, con sẽ về. Con thực là có lỗi với gia đình con quá. Có lỗi đi về đi con. Dạ, con sẽ về. Đóng cửa lại nha, đi chơi đi. Dạ. Ba đi làm vui nha ba. Dì thằng nó thồn, tưởng mày lật kèo. Bào thêm 2 sĩ rồi đi đúng không? Đây. Đi đâu? Đi bụi với đâu mày? Khùng cái gì đi bụi cho mày. Ủa chứ mày gọi tao kêu tao qua đây đi bụi chung mày mà. Chứ nãy giờ mày muốn ở nhà để nghe chửi hoài à? Chửi gì? Ba tao làm gì chửi tao? Chứ hồi nãy trong điện thoại tao nghe là ông chửi mày tùm lum tùm la luôn. Ông là ba tao, à ông được quyền chửi tao hả? Ông là ba tao thì ông chửi tao là chuyện bình thường. Sao nãy đi con mình là con. Cái nhiệm vụ của mình là gì? Là nghe ba chửi nhưng mà có tiền mày hiểu không? Còn đi bụi là chết đói hả? Hay. Ông đi tôi đi mình. Ừ, mày đi mình đi. Ê nhưng mà khoan mày. Cho mượn 2 sĩ luôn được. Trời ơi, chắc có lắm đó. Cốt bà. Cốt. Tự do đã được chứ. Nhớ tôi là gì? Con nghe nè mẹ ơi, con nói mẹ rồi, đừng có năn nỉ con về nữa. Có đâu, mẹ tính nhờ mày ra chợ mua giùm mẹ tí đồ. Đây. Ở khách sạn 10 ngày. Ăn uống nữa. Anh ơi. Ừ. Cho em hỏi đường nào ra Ủy ban quận 2 vậy ta? Ủy ban dân quận. Ê, cướp! 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 Mẹ này. Đậu xe gì kỳ vậy? Hả? Kỳ cái gì? Em đậu xe trong lề mà. Nói còn nói ngang nữa, đậu xe tại sao đậu trên lề không đậu, đậu dọc, đậu ngang vậy? Anh nói ngang á, anh làm bể hết rồi của em chưa kịp bán nữa. Đền cho em. Đền cái gì mà đền? Ê. Này làm gì em gái đâu ạ? Làm gì là làm gì? Làm gì em?
Không có gì đâu anh hai, anh chỉ làm bể rồ mà không chịu đền với lại bẻ lỗi cái tay. Trời ơi, mấy mấy đại đi mày đặt câu thượng sao xạo. Mày nói không, mày nói không, nãy giờ mày làm cái gì vậy hả? Bể hết đồ của em gái rồi, xin lỗi đấy mày. Không xin lỗi rồi sao? Sao? Ừ. Không. Sao? 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 Hả? Sao? Sao? Ok chứ? Ok rồi sao? Ok chứ? Ok chứ? Ê 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 ê. Dạ em xin lỗi chị Hà. Họ tên đầy đủ đàng hoàng. Họ tên gì? Tăng Thanh Hà Hà. Dạ em xin lỗi chị Tăng Thanh. Hai Hà thôi. Dạ em xin lỗi chị Tăng Thanh Hà Hà. Đúng rồi, truyền thống gia đình người ta đặt phải tôn trọng chứ, cha sao tên con vậy? Ủa là cha tên gì? Tăng Duy Tân Tân. Nhà đó bán đậu phộng hả? Đậu phộng gì? Tăng Thanh Hà bán sách. Ừ. Anh tên Hiếu đúng không? Chưa đủ. Rồi nói luôn rồi, anh Hiếu hiền hiền. Hiếu dữ. Tao như vậy mà hiền cái gì? Sao không liên quan gì vậy? Rồi em xong rồi em đi á. Khoan đã. Ủa mày tính em gái tao mày xin lỗi là đúng rồi, còn giờ mày làm bể đồ của em gái tao mày phải đợi chứ. Đợi cướp nó lấy hết tiền của em rồi. Gọi điện thoại người thân. Đúng rồi. Alo Phương, mày có mấy trăm cho tao mượn đi. Chó, cho thôi cút mày. Bạn gọi như cục cức người ta. Ba mẹ mày đâu, mày không gọi, mày gọi bạn bè mày chửi người ta như cục cức. Tôi không có liên quan tới hai người đó đó. Mất gì? Không liên quan đâu, hỏi nhiều quá. Tìm con ai cho mượn được. Thôi khỏi tìm đi. Trả điện thoại cho tôi. Đây, trả đây. Đây tao cấn thôi, chừng nào có đủ tiền rồi tao đưa điện thoại lại. Ông nghĩ giờ là cái điện thoại nó bằng 10 chiếc xe này luôn á. Trời. Tại tôi cần cái điện thoại để chơi game. Bây giờ như vậy, mày tới đây, mỗi ngày mày phụ anh em tao bán sách, bán lạc son. Chừng nào tao cảm thấy đủ rồi á, tao trả điện thoại cho mày. Ok chưa? Yên tâm đi, thằng Hiếu Dữ này ở đây không quịch của ai cái gì đâu. Mà nếu vậy cho tôi qua nhà ở chung được không? Ê, không được nha. Anh hai, tự nhiên cho ổng qua nhà ở chung là ổng làm cái gì em sao? Ngu quá. Nhớ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc không? Ừ. Khứa này cỡ lương Mạnh Hải không dẫn đâu. Rồi chịu khó nuôi báo cô vài ngày đi. Rồi lúc mà trả về ông bà già nó, nếu mà không được giống Bỗng Dưng Muốn Khóc thì mình cũng cỡ Bỗng Dưng Thúc Thích. Bèo bèo cũng 10 triệu chứ không dẫn đâu. Không có đâu. Không có gì. Tại vì tôi đi là tôi đi luôn, đâu có về nhà. Không có giống trong phim. Chuyện đó để tao tính mày. Nhưng mà bây giờ cướp nó giật hết tiền của tôi rồi, tôi cũng không có nhà. Cho tôi về nhà hai người ở được không? Tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được. Nhưng mà anh hứa là không làm gì tôi đi. Mày mà làm gì em gái tao hả? Số phận mày giống như mấy con heo này nè. Đi có gì đâu phải chợ. Chứ đợi đi nữa. Ừ, cái nhà tắm gì mà nó dơ khủng khiếp trời. Mà thiệt, nước thì lúc có lúc không. Ấy mình coi mình làm có tiền mua cái máy nước nóng gì chứ. Tắm kiểu này hả? Đột quỵ đó nha, mình hay tắm đêm nữa. Muốn tắm nước nóng không? Muốn chứ muốn. Ủa rồi giờ tao đãi giờ tắm. Anh Hải này. Đúng rồi. Ăn cơm đi anh Hải. Cơm thì khô. Trời ơi, đồ ăn gì sao ăn trời. À mà quên nữa, nãy giờ về nhà cũng cả 2 tiếng hồ mà không thấy ông bà già đâu giờ. Má em mất rồi, còn ba em thì đi công tác chưa về. Đi công tác. Nói ổng đi công tác lâu lâu vậy cho thoải mái, tự do, hỏi ai là mềm. Hà ơi Hà. Dạ, cô Hai. Hai. Nè, cô Hai cho mấy đứa chuối nè. Dạ, cảm ơn cô Hai. Trời ơi, chuối xanh này mà đi với bác Nhan là cặp nha. Gì? Nói. Chà cô đừng để ý đến miệng của nó, miệng nó bị vô viên thúi á cô. Nếu mà con thích ăn luộc á, thì con luộc lên ăn ha. Còn không, vú 2 ngày nữa chín, rất là ngọt. Dạ.
Dạ cảm ơn cô hai. Thôi anh em vô nhà ăn cơm đi, có gì vậy hen. Dạ cảm ơn cô hai. Người ta lỡ cho heo quay hay gà quay đồ. Kệ mẹ người ta ăn đi. Đem đồ bỏ vô hũ gạo đi. Dạ cái này mai luộc lên đó là mình tiết kiệm được cả đống tiền sáng luôn á. Ai mà không ăn á thì nhịn nha. Thôi nhịn nhịn làm như thèm. Đây là sắp tới rồi đó. Ê, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cái gì vậy, cái gì? Tao ngại quá. Vụ gì? Thiếu bịch đồ. Thì thiếu thôi, bán, hôm nay bán này đỡ thôi. Cái này hư hết rồi, này đồ chân. Cái đồ mà bán chính ở nhà rồi. Thà thiếu bịch này hiểu không? Thà thiếu bịch này. Ôi, quay lại ha, quay lại ha. Ok em nha. Ok em hả? Đó. Quẹo. Anh chỉ đường tắt cho. Anh chỉ đường tắt cho về nhà. Nha. Nha. Mấy cái chuối hấp lên ăn được. Không thèm phải ăn. Thì ai thèm đâu. Đó, ngon chứ. Nè, anh Thái ăn thử đi, ăn hơi bị ghiền quá. Thôi tôi nói tôi không thèm mà ăn gì. Thử thôi nha, chứ này mấy này thiệt á. Trời, thiệt. Mấy cái thử. Cái đồ nhà nghèo lạ đi chứ. Cái chuối xanh lè xanh lét hấp lên cái hành vàng. Mình cưới mùa cũng được á chứ. Thì á, mấy người nghèo á, người ta có cái câu là trong cái khó nó ló cái khôn. Kiểu nghèo quá không biết ăn cái gì, cái kiếm cái gì rẻ rẻ cái gì là chế là cái ăn. cũng được. Thử hay chứ. Cũng được quá chứ. Mà hơi lạc á. luộc. Ủa mà hỏi cái mắc gì đi bán sách tay mặc áo dài trắng kìa giống Tân Thanh Hà trong phim nữa. Hồi nãy không phải à, Lương Mạnh Hải đâu nha. Mày Lương Mạnh Hải á. Anh biết sao mà em mặc áo dài trắng mà không phải dài màu không? Rồi để được hòa vào dòng nữ sinh đang chạy trên đường để có cái cảm giác là học sinh đúng không? Không. Tại em đi bán về ban đêm, sợ bị cướp nên mặc áo dài trắng cho người ta tưởng ma, người ta sợ. Kệ luôn. Nhân văn chưa? Vậy nó mới đời, ai như phim. Này, thích kìa. Ôi có khách thì hiếu dữ sẽ hóa hiếu hiền. Hiếu hiền tới. Ủa kìa ý nè anh Thái, học hỏi cách em bán sách nè, mình phải có kinh nghiệm có kiến thức mới bán được. Cái gì vậy? Đem đồ qua coi nó có mua không. Ồ bán sách không tư vấn cho khách biết tới tác giả nào để dễ lựa, lỡ như khách đông rồi mất thời gian làm sao. Tư vấn chi, mình bán sách chuyên nghiệp á là mình phải để khách hàng họ tự lựa, họ tự tìm kiếm thì như vậy á nó mới không có phiền phức đến người ta. Không có sách công việc hả em? Ôi, dạ. Thôi. Có ai em cũng có đó anh Kim ơi. Ủa có sách công việc hả? Dạ, có ở đây nè. Trời ơi tìm bữa giờ. Thì sao kêu không cần tư vấn? Thì có mấy người kiếm không thấy thì mình cũng chỉ. Cuốn này như vậy? Cho em coi cái không coi cái độ dày. 20. Rẻ dữ vậy luôn hả? Sách cũ mà. Thôi em bán rẻ thiệt luôn á. Cái cuốn này là người ta đem ra bán cả triệu được luôn nha. Anh giỡn hoài. Thiệt. Cái cuốn này có chữ ký của ổng nè.
Trời, cái này là ấn phẩm đầu tiên luôn á. Cái bản này là người ta tái bản 50 mấy lần rồi đó. Chứ lại á, ông này ông chết rồi. Chết năm ngoái. Ai ai? Tên gì? Trần Đức Viễn nè. Mới chết năm ngoái luôn. Bây giờ là cái bản sách của ổng là có giá lắm nha. Chi 20 đúng không? Ờ, 20. Hết giờ phim quá. À, anh ơi, có chừng anh nhầm á. Chứ cái đó bữa em hết anh mực. Anh fan ruột ổng mà nhìn cái chữ ký là biết liền à. 20, 20. Cảm ơn em nha. Anh cuốn này có chữ ký nữa anh lấy không? Mà cuốn này 30 nha, dày hơn cuốn nãy à. Lấy luôn. Còn cuốn nào của ổng đâu, À, để tìm phụ, để tìm phụ nha. Chắc khó rồi. Có không? Có sẵn thôi, sẵn anh lấy luôn. Lấy hết 100.000 đi, 100.000 là em tính cho mấy cuốn. À, 100.000, 5 cuốn đi ha, 5 cuốn đi ha. 5 cuốn nè, 5 cuốn 100.000 đi ha. Ha, cảm ơn em. Có. Trời ơi, cuồng ông Trần Đức Diễn hay gì á. Cảm ơn em nha. Dạ, bữa sau ủng hộ. Ủa, anh trai bán đồ bên đây đúng không? Ừ, tôi... Nếu mà tiện tới. Mua đó về đọc sách ok lắm. Có cọp hả? Không có chữ ký. Có chữ ký chứ. Ủa, Lạc Sơn có chữ ký chi ta? Ủa, đồ sản xuất dây chuyền, nhà máy, băng chuyền mà ai ký? Anh trai, Lạc Son có chữ ký chứ. Kinh nghiệm mà bán lỗ á. Thì đó giờ có biết đâu. Ê, mà hỏi cái này, có ai mà lại mà coi sách coi quá trời xong rồi không mua không? Nhiều. Tao có cái cách này, người ta vô coi là người ta sẽ mua. Cách gì? Mong có một mấy? Hai. Đúng, giỏi. Hai. Cạnh chừng nha. Dạ. Hai con hàng mấy? Bốn. Anh giỏi. Trai, cái này em giảm giá nè. Đi đi qua đây em giới thiệu những sản phẩm mới. Có chữ ký đàng hoàng. Có chữ ký của nhà sản xuất của Steve Jobs. Có cái iPhone 6 này nè. Dạ, 40. Em lấy cái này nha. Được. Bán được bao nhiêu đây tiền thì tối nay cho tôi ăn cái gì đó ngon ngon nha. Không nhận anh Thái giỏi quá trời luôn á. Để giá 50 thôi. Chứ gì cũng dụ người ta được chứ. Mắc quá mày ơi. Con gái là không dụ được. 50 là ghẻ mà sáng giờ có mình anh mở hàng em lấy 50 á, còn bình thường nó 70-80 rồi. Bây giờ 30 được thì anh lấy, tại vì anh thấy cái màu nó giống kiếm hiệp anh khoái thôi, vậy cắm cái bông chứ có gì đâu. 30. Trời ơi. Tôi nhờ anh bán giá thì chết tôi rồi. Câu này là của tôi. Rồi đồ của người ta sao không bán như đúng rồi vậy cha nội? Tôi bán như đúng rồi vậy. Xin lỗi anh nha, cái bình này. Giờ bán bình làm sao? Để của này của tôi, để tôi nói. Bình này không có bán giá 50 cho anh được đâu, tại vì em nhập lên là 500 mà, thì cái bình này nó độc nhất vô nhị trên thế giới này, có một cái một thôi mà. Mày làm gì, mày làm như nó quý lắm vậy hả? Quý chứ không quý anh. Anh hỏi đi kể anh nghe. Tại vì á, cái bình này nè, nó được làm từ tay của Dương Quá, thần điêu đại hiệp. Dương Quá hả? Cẩn thận nha anh, cẩn thận nha. Ê, đúng rồi nha. Cái màu này nè, giống như cái áo của Dương Quá hay mặc nè. Đúng rồi, nó đó. Đúng rồi. Ủa mà Dương Quá có con tay là nặng cái đầu gốm ra làm sao cái bệnh.
Cái gì vậy? À, đúng rồi, đó anh coi rồi. Đúng cái form của cái cầu lẳng ở đây luôn. Đúng rồi. Bán nhanh đi. Xin lỗi anh nha, cái này nó quý lắm, em là em tính để nhà chân, tự nhiên lôi ra đây bán. Không có biết bày ra rồi, người ta đem ra. Cái đó là hàng. Anh nói nè. Bây giờ tại vì do anh mê cái thần tượng của anh quá, đặc biệt là Dương quá nữa. Nhưng bán cho anh cái bình đi, bảy xị cũng được ha. Bảy xị, ok không? Bảy xị. Như giờ phải bán quầy vốn luôn à. Bây giờ lỡ rồi. Bán cho anh luôn 700 ngàn đó. Ê. Cái gì? Cái thời Dương quá có tiếng Anh chưa? Cái đó kiếm hiệp Trung Quốc rồi làm gì có tiếng Anh đó. Mắt nhìn gì nè? Sao mấy ở dưới đích thì tao đâu để mấy vụ này. Bây giờ mình phải giải thích làm sao cho nó có lý với cái chữ mắt in China này, chứ mình giải thích nó không hợp lý là người ta tưởng đồ giả, đúng không? Mày giờ thấy nó muốn tình lắm rồi đó. Mình thấy nương nói cái gì về em họa sĩ đi. Anh biết sao? Thật ra á, anh coi phim kiếm hiệp rành lắm đúng không? Nhớ cái đoạn mà cô Long ở dưới cốc không? Nhớ chưa? Rồi viết chữ lên cánh con ong mà thả lên trời á. Mười mấy năm ở dưới cốc luôn. Cầu cứu á. Đúng rồi, biết. Biết viết chữ gì trên cánh con ong không? Help me. Viết tiếng Anh, chứ không phải tiếng Tàu. Help me. Chưa tin đúng không? Nói cái này ra là hợp lý liền nè. Cái cuốn mà Ngọc Nữ Tâm Kinh của Dương Quái với cô Long luyện á, chỉ có hai người đó luyện được đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái cuốn đó là tiếng Anh. Hèn chi bà Lý Mạc Sầu, bà luyện, bà không biết tiếng Anh, bà bị khùng. Vậy là xưa giờ tao coi phim sai hết trơn. Ê, bán anh. Không anh. Em nói thiệt với anh, từ lúc mà anh khoe cho em cái chữ mà Bách In China này á, thì cái giá nó lên rồi anh trai ơi. Như lên nữa. Thôi bây giờ đúng ra là em bán 1 triệu. Nhưng mà lên trăm được không anh? Trời ơi, đã nói là tự nhiên nhảy vô miệng tôi, nói đồ này của tôi bán mà anh. Thôi lỡ nói đi. Rồi 800 được không? 800 đi, mở chốt đi. Mệt anh quá, thôi được rồi. Tao 800 đi. Ê, để đưa cho tao cầm đi, cho tao cầm cái. Nhẹ tay đâu nha. Đau quá. Ê, tao hửi được mùi của Dương quá mày. Nách của người ta đó. Thằng tướng. Cái mùi thằng tướng. Anh trai. Em còn 2 món của kiếm hiệp nữa, anh trai muốn mua không? Đâu? Của Thuận Phong Nhĩ với của Thiên Lý Nhãn. Đó trên trời mà. Vậy mà em có mới ghê. Đâu, được á. Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ tên tiếng Anh là Panasonic. Thôi sao mày ơi, ba đó đồ giả, buôn bán đi, đồ thiệt, đồ giả, mày làm như tôn khùng vậy. Giỡn nhìn cho vui cũng được thôi. À, nhìn mặt anh nè. Học sinh giỏi, thủ khoa môn lịch sử ha. Dạ, trời ơi, bởi vậy người ta có kiến thức, người ta có trải nghiệm, người ta có kinh nghiệm thì người ta nhìn ra cái sản phẩm này tuyệt vời. Ôi. Không? Wow, so. Em xin. Đó, thôi hai chị. Wow, sâu. Trời, tối nay là có về ha, 11 tôi kể chuyện cho dòng họ tao nghe, bữa giờ coi phim xá trơn luôn. Thì đó, anh, nếu mà được anh quay vlog đi luôn. Ừ. Anh quay vlog là bảo lãm lên trending nha. Bữa nào có đồ ngon để anh nha. Kiếm hiệp là để anh. Kiếm hiệp được chứ đồ ngon có này. Cảm ơn nha. Không mang bắt gà. Cảm ơn nha. Bên này tính xong rồi, tính qua bên này nè. Cốt. Mày ở đây hả? Tao tìm mày vất vả lắm á. Mày tới đây làm chi vậy? Ủa, cái ông này là cái ông mà rủ anh đi bụi xong rồi bỏ anh giữa đường mà. Ừ, cốt đó, thương lắm. Nhìn mặt điếm điếm thì nó đúng rồi. Thấy à, hình như mày đang hiểu lầm tao cái gì á. Hiểu lầm cái gì? Tao chỉ biết là mày bỏ tao. Cái đó là mày nhìn thiểm cận quá. Mày thử nhìn xa hơn tí xíu nữa đi cốt. Tao vẫn thấy mày bỏ tao. Tao hỏi mày nè, hai đứa mình lúc đầu tính bỏ đi là vì cái gì? Do ông bà già chửi nên giận bỏ đi. Thì đó, bây giờ mày còn nghe chửi nữa không? Ngày nào tao cũng nghe chửi. Tại sao tao không bỏ nhà đi? Bởi vì
tao nhịn nhục để dành dụm những đồng tiền này để kiếm mày đưa cho mày. Trời. Nếu như bây giờ hai thằng cùng bỏ đi thì thằng nào sẽ lo cho thằng nào? Tao phải ở lại để nghe chửi hàng ngày. Tiền này tiền ăn sáng của tao nè. Nhưng mà tao nhịn được, bởi vì buổi trưa tao còn có cơm ở nhà tao ăn. Còn mày, tao có biết mày ở ngoài này như thế nào đâu. Nên tao lo. Rồi tao dành dụm đủ tiền, tao đến đây tao gửi cho mày để mày nói những lời khó nghe về tao hả Thái? Mày cũng kỳ. Mày cầm tiền đi. Chưa gì rõ ràng suy nghĩ. Mày có thể nghĩ xấu gì tao không được, nhưng mà trong cái tâm của tao lúc nào cũng nghĩ tới mày hết. Thằng cốt của tao à. Thầy cũng thấy thương. Tao xin lỗi, tao hiểu lầm mày. Ở nhà ba mẹ tao chửi tao cỡ nào tao không có buồn, nhưng mà nghe mày hiểu lầm tao một chút xíu thôi. Đau. Đau lắm. Được. Cái này cũng không giận nữa mà. Tao hiểu lầm thôi chứ đâu. Mày giữ tiền xài đi, nhưng mà xài tiết kiệm thôi. Bây giờ tao cầm một nửa, mày cầm một nửa đi. Mày khùng quá. Tao chỉ có một mình mày thôi cút. Ở nhà tao có xài cái gì đâu. Mày ở đây, mày phải lo chi tiêu đủ thứ nữa. Mày cứ giữ hết đi. Mày cứ giữ hết 2 triệu này đi. Tao lo được. Với lại tao thấy ba mẹ mày cũng nhớ mày đó. Coi ở đây tuần nay tuần rồi về thăm ông bà đi. Ở lên mạnh giỏi nha. Tao phải về nghe chửi tiếp đi. Vâng. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Thầy nhìn mặt điếm điếm mà sống ok chứ. Mà anh Thái, hay là ngày mai anh Thái đi về nhà đi. Chứ em thấy anh đi mấy hôm nay vậy chắc ba mẹ ở nhà lo lắm á. Trả điện thoại mày nè. Bữa giờ mày giúp tao coi như trừ lại không cấn nữa. Coi về nhà đi. Xin lỗi bà nha. Bây giờ không biết về rồi bà chửi không nữa nè. Trời ơi, tao ông bà cổn hết nữa, chửi. Chắc ba mẹ đang nhớ anh lắm á. Thái. Ê, tính ra nhà mày cũng không lo mày lắm ha. Ủa, bộ lúc nào không có anh ba mẹ cũng vui vậy hả? Ê, Thái. Sao? Thấy anh Thái có bất ổn. Nhờ tôi á mà có đồ ăn ngon hôm nay á nha. Trời ơi, nó nghe nè. Tôi tính tạo kênh cho hai người á, Tăng Hanh Hà Hà bán sách và anh Lạc Son. Lúc đó ha, mình lên anh Thái đăng... Cái gì? Hay là anh thử về nhà một lần nữa đi. Em nghĩ hôm qua có khi mình hiểu lầm á. Trời về làm cái gì hiểu lầm đâu. Mình về mình thấy người ta cười vui vẻ vậy mà hiểu lầm cái gì. Hãy cứ ăn đi. Đâu có ba mẹ nào mà không thương con, lo lắng cho con đâu anh Thái. Đó, bây giờ tôi có chết ngoài đường á cũng quan tâm đâu, mà nhiều khi còn vui nữa, đỡ một miệng ăn, đỡ nuôi, đỡ cho đi học. Anh nói gì mà nghe kỳ cục quá đi. Nghĩ sao mà ba mẹ anh mà không lo lắng cho anh. Mà tính ra em thấy từ đầu anh là người sai mà. Ba mới là anh có mấy câu rồi mà anh đã bỏ nhà đi rồi. Chưa kể hả, hôm qua quay về nhà anh còn không thèm chào hỏi ba mẹ anh tiếng nào nữa. Em thấy cái chuyện nó chưa có rõ ràng gì chứ. Thôi đi được không? Mình có ba không mà mình nói. Ba của mày cũng giống như ba của tao rồi, cũng không có ra gì hết á. Đi công tác gì đi 10 năm, đi công tác hay ở với vợ bé, hay là chết rồi. Anh em đi. Anh không có được nói ba tôi như vậy. Ba tôi đi công tác, ba tôi nhất định sẽ về với tôi. Dẹp đi. Ba về rồi. Chỉ là anh không muốn cho mày gặp ổng thôi. Là sao anh Hải? Thật ra ba không có đi công tác. Chứ ba đi đâu? Ông đi tù. Anh xin lỗi. Anh không muốn nói cho mày biết.
biết chuyện này, mà tại nhớ mày đủ lớn rồi. Anh hai nói giỡn gì kỳ quá à. Biết tại sao mẹ chết không? Tại ổng. Bữa đó ổng nhậu xỉn, ổng chở bà. Đúng người ta, người ta chết. Mẹ em mình chết. Ông đi tù. Khi tao với mày thành mồ côi. Sống vậy đâu có xứng đáng để tao mày gặp nữa. Từ lúc ba về tới giờ có lần nào ba tìm gặp anh em mình chưa anh hai? Chưa. À, đi đâu đó? Em đi tìm ba. Anh ai biết ba ở đâu không? Anh ai chỉ em đi. Mày điên hả? Tao đã nói đến vậy mày còn tìm ổng làm gì nữa? Cho dù ba có như thế nào, ba cũng là ba của mình mà anh hai. Hà ơi Hà, ông làm chết mẹ mình đó. Ông biến mình thành mồ côi nè. Ba cái tuổi mà tao phải đi học, tao phải đi chơi, mà tao bế mày bỏ xứ tao đi. Mày biết người ngoài nói tao mày là gì không? Con của hàng giết người. Nói tao mày là đầu đường xó chợ. Mấy cuộc đời đủ chó đẻ chưa? Nhưng mà anh hai cũng đâu có thể vì mọi người nói như vậy mà anh hai ghét ba của mình. Đâu thể vì sự ích kỷ của mình mà anh hai từ bỏ ba. Anh em mình mất mẹ thì ba cũng mất vợ mà. Anh hai với em khổ, ba mình cũng đâu có sướng đâu anh hai. Với lại ba cũng đã trả cái giá của ba rồi. Anh hai, hồi nhỏ em làm sai cái gì anh hai cũng tha thứ. Vậy sao giờ anh hai cũng tha thứ cho ba? Anh ai cũng chỉ cho em cứ tự đi tìm ba. Anh biết ba đang ở đâu. Thank you.
ông nè, uống miếng nước đi cho khỏe. Nhìn thấy ông tôi mất gầu quá. Tôi mới gầu bà á. Quay cái kiểu gì vậy, quay cái con trai tôi mà mặt mắt nét vậy hả? Nhớ thì nói đại đi, ở đó mà trách với móc. Còn muốn thấy rõ nó thì qua bển á, nhìn nó rồi kêu nó về. Nghĩ sao tôi nhớ nó vậy? Nó đi luôn cũng được chứ. Thiệt không? Trời. Ba. Ủa thằng Thái. Mẹ. Thái. Mới về hả con? Hết tiền mới dắt mặt về hả mày? Ông đừng có vô duyên quá. Nhỏ mới về mà nói gì nó hoài vậy. Đi vô nhà đi con. Đi. Trời ơi. Đi. Đi. Ông. Gì? Nói nó một tiếng coi. Nhà của nó muốn vô lúc nào nó vô chứ đợi mời hả? Nhỏ, ba tha lỗi rồi. Bây giờ vô nhà đi con. Vô nhà nói chuyện với ba nha. Đi, đi vô luôn hai con. Dạ. Con xin lỗi ba mẹ. Tại con còn nhỏ cho nên suy nghĩ nó không đúng. Mốt con không dám vậy nữa. Giờ con quan trọng gia đình nhiều hơn. Thôi rồi, tôi xin lỗi rồi kìa. Xin lỗi gì? Thật ra ba cũng đâu có giận gì mày đâu. Cái điều mà ba muốn nói á, là ba mong mày tập trung chuyện học hành hơn. Mày chơi game ba đâu có cấm đâu. Thoải mái, nhưng mà vấn đề là bớt bớt lại. Đúng không? Dạ. Anh hai cũng nói ba bớt bớt chơi game lại đi. Ba tập tành chơi game để kết nối với anh em mình. Mà ba chơi gà lắm. Ba dạy còn vị trí nam chính nữa. Ba, ba thay đổi gì tụi con vậy á, thì con cũng phải thay đổi gì ba chứ. Thay đổi dữ ha. Đi đợt này lâu hơn mọi lần á. Đi vậy lấy gì nhớ được hai vợ chồng già này. Có nhớ nha. Con có về á, rồi con thấy hả, ba với mẹ vui quá trời cho nên nghĩ là không cần con nữa con mới đi tiếp á. Chứ có nhớ mà. Tao bả vui khúc nào ta? Tao ba mày buồn hiu luôn á. Thôi, con thấy là hai người vui rồi ôm nhau nữa mà. Hay là lúc thằng Phương nó qua tìm được thằng Thái không con? Dạ, con tìm được thằng Thái rồi bác. Thiệt hả con? Dạ. Vui quá, vui quá. Hai bác yên tâm đi. Thằng Thái á, nó đang ổn lắm. Tại con có đưa tiền cho nó rồi. Trời ơi. Trời. Cảm ơn con nhiều nha. Chăm sự nhờ con không á. Dạ, con cũng có khuyên nó về. Nhưng mà nó chưa chịu về. Thằng này lì quá hai bác ơi. Để con tìm cách con khuyên thêm. À, thôi, con cứ để cho nó ở thêm một hai hôm đi. Giờ mình cũng biết nó ở đâu an toàn rồi thì khi nào có gì bác đến bác đón, đúng sao? Ha. Vậy con hiểu lầm. Tưởng hai người vui buồn. Vui đâu mà vui. Ba mày nhớ mày mà buồn hiu. Rồi thằng Phương nó qua á, ba mày tội nghiệp mày đưa tiền cho thằng Phương đưa cho con xài đó. Thôi chị. Biết. Là ba đưa hả? Ừ. Mày nghe vậy mà nó nói là tiền của nó, mồ hôi công sức của nó. Đưa con 2 triệu, thằng xạo dễ sợ. Ba đưa 10 triệu mà. 10 triệu? Bác Trân ơi! Bác Trân! Mày tới đúng lúc. À, Thái. Đây, đây ba. Bác ơi! Ơi! Dạ, con chào bác. Ờ, à, Phương sao con? Thằng Thái thằng nó... Thằng Thái nó gặp chuyện rồi bác. Chuyện gì? Nó không muốn xài tiền của hai bác. Nó muốn đi làm ăn. Nhưng mà gặp người xấu bị người ta lừa gạt. Mất hết tiền. Bây giờ còn nợ thêm 15 triệu nữa. Tiền học của con thì chỉ có 5 triệu thôi. Con đưa nó hết rồi. Bây giờ còn thiếu 10 triệu nữa bác. Dữ vậy? Dạ. Mà ai lừa nó con? Dạ, hai anh em của đứa bụi đời nào á. Thằng mập mập có đâu với nhỏ nào. Nhỏ gái lùng lùng, nhỏ nhỏ mà mặt điếm điếm nè. Lừa nó hết tiền luôn. Tôi á hả? Tôi lừa gì? Thằng này nè bác, thằng này nè. Ủa, mày tới đây làm gì? Mày lừa Thái xong mày tới đây lừa ba Thái hả? Nè, không biết ai lừa ai nhưng mà Thái ơi. Cốt. Mày về nào vậy? Trời ơi, gặp mày về tao mừng lắm, tao vui lắm. Tao nói mày rồi, ở ngoài xã hội á lọc lừa nhiều lắm. Tao không có tin ai được hết trơn á. Tao biết ở ngoài toàn là sói không à. Phải về nhà có ba có mẹ có tình thương. Ở nhà ba mẹ là thương mình nhất, đừng có bỏ đi đâu nữa nha.
Nghe thấy ở nhà tâm sự xin lỗi ba mẹ đi. Đây với tao. Tao về có chuyện. Tao leo xuống được tao. Được rồi. Bị gì vậy? Bị gì vậy? Hả? Bị gì vậy? À dạ mọi người ơi, cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp gia đình tôi có một cái đám cưới thật là trọn vẹn nha. Nghe bơi. Hỗ trợ thì hỗ trợ. Hả? Ba nói gì? Dạ, ba. Alo, alo. Ê, khoan. Mọi người ơi, đừng về. Khoan. Ui. Có chuyện gì? Ba con mới điện thoại nói là ba con sắp xếp được công việc rồi, mai về. Bây giờ mình phải đám cưới lại từ đầu á. Thôi bây giờ để tôi nói anh nghe nè, mình chốt lại vấn đề. Anh để tôi nói tôi nghe chứ. Vấn đề là để tôi nói anh nghe. Từ từ anh mới bình tĩnh để tôi nói cho anh nghe. Anh mới vừa bình tĩnh á để tôi nói anh nghe. Mày câm. Để tao nói chuyện với nó. Còn mày, bao nhiêu lâu nữa mày trả tiền cho tao? Dạ năm. Mày nghĩ sao 5 ngày? Mày biết bây giờ gần Tết không? Mày thiếu tao biết bao nhiêu lâu rồi? Dạ 5 tháng đó chú. Mày nói gì? Chú nghĩ 5 tháng cũng chưa đủ đâu. Anh nói gì? Dạ. Nói gì? 5 tháng là mai ra mới đủ. Anh nghe lại câu gần Tết chưa? Thì chắc là phải trước Tết rồi. Đúng rồi. Mày chơi bế thì ngảo chi không biết nữa. Bây giờ bể nợ luôn. Nói nữa thì cũng biết rồi. Nghe người ta nói có tiềm năng rồi mới rủ chút chơi chứ. Mày nghe người ta nói rồi làm hay cái gì? Biết người ta có thông minh không? Người ta ngu, người ta nói đại, nói bậy, bà đâu đánh đó làm sao? Ôi, ngu nhồi. Dạ, anh nói sao? Tôi chị nó đó. Tôi thua 4 tỷ đó. Anh hả? Giờ anh muốn sao? Không sao đâu. Trắng táo luôn rồi. Bây giờ mày nghe nè. Gọi điện thoại cho ông già mày xin tiền liền. Ừ, ông già không cho tiền, con mượn tiền chú con chi. Rồi bây giờ tính sao? Là ông già không cho tiền, con lấy tiền trả cho chú. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao nói mày nghe nè. Tao cho mày đúng 3 ngày nữa. Mày mà không trả, người khác tới đây hỏi thăm hai chú cháu mày. Nhớ nha. Dạ. À, ít bữa nữa anh Long tính cho ai qua kiếm tụi em mà. À, mấy thằng người dân nước lão qua xin tí thịt hai chú cháu nó mà. Nãy giờ mày có xả anh em cho tao không? Thì cũng có xả. Anh hai ơi, tụi nó sợ em rồi anh hai ơi. Cái gì vậy trời? À, giờ không biết kiếm tiền đâu ra đưa cho người ta luôn nè. Gọi điện xin già mày nữa đi chứ sao giờ? Không có được. Tháng trước con xin ông già con 200 chai mua Ducati. Rồi bây giờ cái bánh xe con nguồn chưa có. Con hỏi chú rồi còn ăn nói sao với ba con. Ủi. Sao? Bây giờ nha? Mày thử nói với ba mày. Dạ. Là thật ra chiếc Ducati nó đã về rồi. Mày thấy nó chạy nhanh quá. Cái mày sợ tốc độ nên mày bán nó. Được không ta? Được không ta? Nhưng mà cơ bản là mày phải biết chiếc Ducati nó chạy nhanh quá nên mày mới mua đúng không? Đúng. Chứ giờ con có vợ có con là ngon quá rồi. Đâu có được. Đúng rồi. Trời ơi, chú phân tích cho mày nha. Thứ nhất là trái với đạo đức làm người. Thứ hai, đối với một người phụ nữ đã có gia đình, khi đi ra làm nghề rất dễ mất giá. Giá mềm. Ê, chú nghĩ gì chú? Ủa chứ không phải. Không phải. Vợ. Ba con lúc trước ông nói á, là con mà cái vợ của con đàng hoàng này kia là ba con yên tâm cho tiền làm ăn. Tôi tưởng cái kia. Không phải. Ít dễ mà. Nếu mà muốn có là có được liền. Quan trọng là con chịu làm không nói. Bây giờ có tiền là con làm hết á. Hả? À. Con chào ba. Ừ, chào con. Chào chú ba. Ba, con nghe nói là từ đây tới cuối tháng là ba bận, ba không về Việt Nam nữa hả ba? Đúng rồi, ba bận hết tháng là con cầu qua tháng sau cũng chưa chắc nữa. Ba bận lắm con ơi. Tiếc quá, tại vì con có một tin vui, con muốn báo cho ba biết. Tin gì? Vợ thằng Bun có bầu. Hả? Thằng Bun chuẩn bị cho anh một đứa cháu nội. Ủa thiệt vậy hả? Dạ. Trời đất ơi. Vậy là anh sắm lên. Ủa Bun chưa có vợ hả?
Thì đó, trời ơi, chính vì cái bầu đó mới đem cho anh một niềm vui mới nữa, đó là thằng Vun chuẩn bị phải lấy vợ. Là anh sắp có sữa có con dâu á. Thằng này hay, nó giống ba ghê, mày thấy nó giống ta anh không? Dạ yeah, đó, anh với chị của ăn cơm trước khẽ. Bùm bùm bùm. Nè, thôi, nói là quá. Ba, ngày mốt con cưới á ba. Hả? Giỡn hoài con. Ba biết là mày nôn. Nhưng mà phải chờ ba về. Cuối tháng rồi qua tháng sau ba về ba lo cho nó đàng hoàng chứ. Ôi không được anh hai. Qua tháng là mình không có đi ăn đám cưới đâu. Mình đi ăn cơm tù á. Là sao? Tại con bé nó chưa đủ 18 tuổi. Bên đó bắt chạy bầu cho nên phải cưới liền. Không là đưa mình đi luôn. Trời đất ơi. Sao mày dại dột dữ vậy con? Quá khờ dại đi. Giờ là phải làm đám cưới gấp thiệt hả? Dạ đúng rồi ba. Bên kia người ta coi ngày coi giờ hết rồi. Nếu như mà ngày mốt mà không cưới là khoảng 10 năm sau mới cưới á. Vậy? Trời ơi, nhưng mà giờ sao mày về kịp? Được rồi, để ba kiếm cái người mà ba tin tưởng nhất ha. Rồi bây giờ người ta làm cái đám cưới cho nó đàng hoàng. Chứ không thôi làm bậy bạ là mất mặt với người ta chết á. Ba, con lớn rồi con tự lo được mà ba. Ba cứ chuyển tiền cho con thôi. Không được. Chú ba. Dạ. Chú á là người tôi tin tưởng nhất á. Đúng như vậy, phải như vậy. Vô một cục rồi vô rồi vô. À ý là em mừng quá, mừng quá, em mừng. Từ đó đến giờ lâu lắm rồi mới có một người tin tưởng em đến như vậy nên anh cứ giao hết cho em rồi có gì em sẽ thay mặt. Đúng rồi đó ba, ba chuyển cho chú Vinh 5 tỷ rồi ba. Hả? Gì 5 tỷ? 500 triệu là làm hoành tráng rồi. 5 tỷ cái gì? 500 triệu sao đủ ba. Tệ tệ gì cũng phải bèo bèo cũng phải 1 tỷ á. Thôi được rồi. Thôi bây giờ chốt 1 tỷ ha. Dạ con cảm ơn ba nha ba. Dạ dạ cảm ơn anh hai. Dạ bye bye anh hai. Con chào ba. Rồi. Xin mẹ gì xin 5 tỷ. Đám cưới gì 5 tỷ? Thì 5 tỷ ông trả giá xuống rồi vừa. Chúng em mới vừa chốt 1 tỷ luôn. Nếu mà vậy là gói ghém thôi á. Chứ vừa đủ trả nợ. Ê, làm cái đám cưới kiểu miền Tây thôi. Xôm xôm vậy thôi ha. Bây giờ chuẩn bị bước 2 nè. À cậu, lát nữa cậu giúp tôi nha. Chụp hình sao mà cho thấy cái cảnh nó đông đông người xíu. Người hình nó dày dày người lên ha. Càng dày càng tốt ha. Dạ em cố gắng. Cố gắng cái gì, tôi tin cậu làm được. Tại vì tôi thấy trong người của cậu là một cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Kèm với đó là sự tài năng. Không có khen đẻo đâu, tại vì tôi nhìn qua những cái tấm hình mà cậu post trên Facebook á. Tuyệt vời. Dạ. Thật sự vậy. Dạ. Ôm một cái. Cảm ơn anh. Dạ. Chú Vinh ơi, chú Vinh. Em làm được. Chú Vinh ơi. Ôi. Chú. Ủa, đám cưới 1 tỷ mà giờ chụp hình vậy sao ba con tin? Cũng mày không? Mẹ nợ 1 tỷ, xin được có 1 tỷ thì trả nợ mẹ hết rồi. Cái này tao gói ghém lắm thôi, mấy đứa ghẻ tiền giống vậy đó. Ok lắm rồi đó. Anh, bà khóc luôn kìa. Tôi chưa nghe gì đâu. Hay cậu cho nói tiếp đi. Tôi đã hỏi gì đâu. Em là tâm yếu mới nói câu khóc luôn. Dù tôi hỏi là có nghe gì chưa thì cũng trả lời câu đó chứ. Trời, này bị gì trời. Ủa chút. Con nhỏ con vô giả nó ổn không? Ổn chứ. Ổn không? Mối ruột của chú á. Con đầu cũ của chú mà. Sao chú không kiếm người quen? Bây giờ người lạ lỡ nó bẻ chĩa rồi chết chú cháu mình không? Mày đi không biết gì hết. Người quen á, bắt đầu nó gặp người này người kia người nọ bùng binh nó gặp mặt lẫn nhau bởi hết chuyện à. Bây giờ á là vấn đề á là con đào này là một trong những con đào biết điều nhất mà chú từng biết, hiểu không? Biết điều trước mắt biết điều là con thấy nó cho mình leo cây rồi nè. Đó đi. Ơi thôi vô coi còn gì chuẩn bị nghe. Coi lo này á. Baby. Trời ơi baby, bữa giờ không gặp con á ba nhớ con quá trời. Tại ba không gọi con chứ bộ. Nè, lát nữa vô thay đồ cô dâu á rồi cưới cháu ba nha. Cưng quá, ôm cắt rồi. Hả? Sao vậy? Bồ con đang đứng ngoài kìa. Anh khó tính lắm. Có gì á, ba cứ đưa tiền trực tiếp cho anh nha. Rồi. Rồi, mình tươi hơn nữa nha. 3, 2, 1. Hung nhau đi. Thân mật, hung nhau rồi. Đi. Thân mật hơn. Thân mật lên. Hung nhau nè. Mày thích hôn không? Đó. Vợ chồng mà anh. Mày thích thân mật không? Bây giờ bình tĩnh. Chuyện đâu nó cho tôi. Chuyện nó gì? Cứ dạ thôi. Em,
Không phải thân mật lên đàng hoàng coi chụp hình làm gì. Rồi. Tươi lên. Thân mật hơn nha. 3, 2, 1. Môi chạm môi. Rồi ok. Mọi người nghỉ xíu đi, lát mình chụp tiếp nha. Mà được không? Lát nữa đó. Cũng mê hoàng. Chạm môi vô, hai chụp hai chồng cũng ly. Biết là chị không, nhưng mà cái gì nó dính cao, nhưng mà cái gì nó ra cái đó nó vô tình thôi anh, chứ không có ý. Sao không đây, không đây, cứ cố gắng muốn mình chụp chung tấm thân mật ha. Chụp đi, nhìn gì? Chụp đi, mày lạ lắm hả? 3, 2, 1. Cho chồng coi chung với coi cái gì mà coi với bộ không vậy? Tấm này đẹp lắm. Ê, tấm này như ba con vậy ha. Có con mẹ gì đâu thắc mắc hoài vậy, chưa nghiệm ra luôn hả? Ê, để em giải thích lại nè. Anh với này chủ cháu, anh với bé này là ba con, anh với thằng kia không có liên quan gì hết, nhưng mà được cái là thằng kia là bố bé này. Con bé này hôm nay cưới thằng này, hai đứa nó hôm nay trở thành vợ chồng, nhưng mà chưa từng yêu nhau nha. Yêu á, tình yêu đích thực đó là con bé này với thằng kia đó. Nói chung thằng kia là bồ, thằng này là chồng. Tuy thằng này là chồng, thằng kia là bồ á, nhưng mà bị cái là thằng chồng nó dưới dìm thằng bồ. Thằng bồ này thằng chồng nghe nha, hiểu chưa? Thằng thờ thiệt á, non dưới trời. À dạ mọi người ơi, cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp gia đình tôi có một cái đám cưới thật là trọn vẹn nha. Cảm ơn cô dâu với bộ cô dâu đã cho tụi tôi một cái đám cưới ok nha, ok nha. Nghe bơi. Hỗ trợ thì hỗ trợ. Hả? Ba nói gì? Dạ, bye. Alo. Ê, khoan. Mọi người ơi, đừng về. Khoan. Ôi, có chuyện gì? Ba con mới điện thoại nói là ba con sắp xếp được công việc rồi, mai về. Bây giờ mình phải đám cưới lại từ đầu á. Ủa làm sao có thể đám cưới được? Tôi chụp là chụp, còn đám cưới là cái câu chuyện khác rồi. Đúng rồi. Ráng cái gì mà ráng, sao mà đó. Nghe. Cọc trước nha, mai xong hết chuyện hết luôn. Cái này là chỉ đám cưới thôi nha, còn cái đẻ là cái dịch vụ khác đó nha. Là thêm nha. Không có đẻ, cũng không muốn đẻ nữa. Thôi tranh thủ gắn cưới cái xong rồi nha. Rồi vô theo đầu chị. Dạ rồi nha. Bây giờ là 1 tỷ là con với chú là trả nợ hết rồi nè, bây giờ là tiền đâu đám cưới. Để chú ráng. Đúng rồi. Trời. Không biết. Dặn mọi người đó. Không biết lắm hả? Mình có cần cái kiểu tính ra ma gì không? Ăn cưới giùm tao là được rồi. Hân hoan. Dạ, con xin phép được mời chú uống ly ạ. Con là ai? Con với. Để em thả cái tính hả? Chưa đúng rồi hả? Chú, con là người yêu cũ của anh này. Hồi xưa tụi con đang yêu nhau, tự nhiên anh có bầu với nhỏ kia, cái anh cưới nó, anh bỏ con. Hôm nay con đến đây, con buồn dữ lắm luôn chú, nhưng mà không sao, để con nén đau thương, con chia vui với gia đình chú. Mày Hồng nó giỡn mất dạy lắm. Đi. Thằng cho nó hay chi gì. Đâu có, đâu có ai, con nó cuốn đâu á. Vô nó uống bia nó xỉn luôn á. Vô ba. Con chào bố. Chào con. Bố đi đường xa có mệt không ạ? À cũng bình thường con. Tụi con làm lễ chưa? Dạ chưa. Hả? dạ chưa, con đợi ba tới rồi làm luôn hả ba? Được á, vợ là con thấy cũng xinh, cũng dễ thương, dạ. Lễ phép nữa. Bố ngồi xuống đây đi bố. Công nhận chồng tôi đẹp và sang ghê nha. Sao mới kêu bố chồng? À, thì chồng tôi đâu? Tháng rồi điện thoại không thấy bắt máy. Chắc không tới. Ok, để tôi. À, chồng tôi chết rồi, đến không có kịp. Ai hỏi mà trả lời. Ai hỏi đâu mà trả lời. Xin lỗi mọi người, ở đây có ai tên Vinh không ạ? À, tôi nè. À, tôi nè. Xin lỗi. Ai ạ? À, ba cô dâu. Chồng tôi sống lại rồi. Đây. À, bà xã. Anh ra đây, đây rồi. Giỡn, hai chồng hay giỡn. À, gái mình ha. Ừ, gái mình đó. Xinh dữ. Bữa mới gặp bên đầu kia, nè qua đây gặp nữa. Trời ơi, bữa bà tát tôi muốn xoáy qua hàm luôn. Bây giờ không tát thiệt là nó không có đúng. Rể à? Rể. Dạ đúng rồi, con chú rể ba. Ba nè con.
Dạ, em con dâu à. Biết bữa giờ. Dạ, còn đây là chắc là anh Xui quá hả? Anh Xui của mình. Chào anh Xui, xin lỗi tại kẹt xe cho nên tới trễ. Đây là chắc giám đốc sản xuất nè. Em anh Xui thôi, được rồi. Em anh Xui. Thì cũng là giám đốc thôi. Anh sao, sao? Kêu ông Thúy bút là 40-50 rồi mà sao bây giờ trẻ quá vậy? Thông cảm đi, hôm nay diễn viên bận hết rồi. Với lại tôi là em của Thúy, biết sao em đang muốn phát triển cái sự nghiệp diễn của em á, cho nên là hơi gán đi. Tin em đi, em làm được. Làm không được. Được. Cái râu này làm không được. Đâu. Thì tháo ra, thì tháo ra nha. Không, không, tháo ra trẻ lắm, thôi gán, gán lại đi. Nào phát hiện đó. Ôi, cho hôn miếng rồi. Gì vậy, gì vậy? Ba mẹ con lại tình cảm nữa rồi. Ok. Quỷ nha. Mặc cái cưng gì đâu á. Dầm lắm nha. Hả? Ừ. Con 17 tuổi thiệt hả? Dạ đúng rồi, dạ con 17 tuổi. Em chưa 18. Quê con ở đâu? Con ở Hà Nội ạ. Hà Nội luôn dạ. Hả? Ở ngay Hà Nội luôn. Dạ ở Hà Nội. Ủa vậy mà sao anh chị Xui nói tiếng Nam hay vậy? Thúy ơi. Là Việt Tây. À, thật ra thì em vào Nam năm 90. Cho nên là ở đâu thì quen đó. Nên em cố tình em nói giọng Nam chứ thật ra thì nếu mà nói chính xác là giọng em ấy. Dạ 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 đúng là. Có cố gắng. Được được mà đúng rồi, được mà đúng rồi. Năm 90 là vô này rồi hả? Dạ đúng rồi. Vậy là con bé nó cũng sinh trong này rồi hả? Dạ. Nhưng mà sao con nói được giọng Hà Nội hay quá vậy hả? Tôi bị mất gốc rồi, cho nên là tôi bắt nó phải nói giọng Hà Nội để giữ được cái gốc, cái ghét. Tôi tại vì tôi yêu quê hương. Ủa quên nữa chú, mình làm lễ chứ. Phải làm lễ chứ, phải làm lễ. Dạ mình lên làm lễ. Làm đi, đi đâu, đi đâu mày? Làm lễ. Rồi người ta mời mày lên chứ mày nói. Sao cũng chui da với anh mày nói chuyện gì vậy? Mày biết sao không? Bạn bè xã hội chơi chung chơi lâu rồi. Thì làm lễ đi, làm lễ đi. Lễ đi, làm lễ rồi mày. Vâng, và buổi lễ xin được phép bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể. Hoàng Hương. Cái gì vậy? Cái gì? Và thật may mắn là cô dâu chú rể của chúng ta cũng là một loại con người. Vì vậy hai người cũng đều thở ra và hít vào giống như ai. Vô tình này hai hơi thở thơm mát đã gặp nhau và hòa quyện vào nhau. Vì vậy mới có buổi lễ ngày hôm nay. Dạ và sẵn đây bên em có bán kem đánh răng để hít thơm mát. Em có kiếm đủ răng. Thôi đừng kiếm dư. Cô dâu và chú rể đã từng bị hai bên gia đình cấm túc đánh đập, ngăn cản họ tới với nhau. Nhưng vì tình yêu chân thành, kia, cuối cùng họ đã thành đôi. Và bây giờ, để không làm mất thời gian của quý khán giả nữa, tôi xin mời cô dâu và chú rể cắt bánh và rót rượu. Tôi buồn lắm nói chung. Con cái bây giờ nó cũng lớn hết rồi, nó cũng trưởng thành hết rồi, chắc là có nhận thức đúng sai, cho nên nó làm cái gì mà nó cảm giác đúng là được, như vậy thôi. Ủa uống không có bia à? Không bia uống rồi. Chú Vinh cái này là mới có khai vị thôi đúng không chú Vinh? Gì? Bên Pháp TV á, phim mới á, bỗng dưng thúc thích á. Mới kêu tôi đi không? Tôi rủ đi. Đi chứ sao không đi? Con dài già, dài già. Dài già luôn. Mà có để gâu không? Được để gâu không? Có, nhưng mà cái gâu giả này không có được. Cái này mình thử làm mình. Anh chị ăn đi ha. Anh chị ăn đi ha. Ăn chứ. Mê phim lắm. Đừng cãi cãi đi. Cãi đi. Cũng không quan tâm lắm. Thôi, bà vô bà nghỉ chút xíu nha. Chú ở đây điều khiển. Phải. Tiếp mọi người giùm tôi. Dạ anh hai nghỉ.
Mấy ba mấy mẹ ơi, vì cái gì vậy? Trời ơi, tôi kêu mọi người đến đây dự đám cưới là ăn đám cưới của người thân mình, chứ không phải là dự đám cưới của cái bà nào trong shop. Nè nè nè, tôi nói anh nghe nha. Anh mướn tôi tới đây để tôi làm phim, để quay phim, để tôi làm diễn viên, chứ không phải là để làm đám cưới giả. Cái này là lừa đảo, ông hiểu không? Ơi gì? Anh này anh nói đúng nè, tính ra là tại vì anh chị là diễn viên mà anh chị không có tâm. Không có anh tâm chị cái gì, không có vô đâu. Cái vai của mình, diễn không có tâm lý. Kêu tôi tới đây làm cái gì? Để diễn mà kịch bản đâu, làm phim đâu, máy quay đâu. Đóng cây dài thôi. Đóng cây dài giờ anh là ba nhỏ này thôi. Thì phải nói rõ ràng chứ sao anh nói chuyện kiểu đó được. Được rồi, anh không có nói. Mà diễn mà không cho tao xả dài luôn nữa. Bây giờ đóng được chưa? Được cái gì mà được. Còn con này nữa. Ở tâm lý em tốt nhất á. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà không cần tâm lý đó trong cái bối cảnh này. Ủa, nhưng mà ở ngoài đời mấy cái đám cưới hay có vụ này mà. Trời, cái đó là đám cưới thiệt, đám cưới ngoài đời. Bây giờ đám cưới giả, người ta làm chết mẹ luôn còn không tin. Em vô em giả người yêu cũ. Đúng rồi, nãy đang làm MC tự nhiên mở nó ồn ồn dưới đây nè, vô duyên gì đâu á. Mở mày ồn luôn. Rồi bây giờ sao, không làm thì thôi đi về chứ đừng có nói nữa. Gán giùm tôi 2-3 tiếng thôi, mỗi người thêm 50. Mỗi người thêm 50 Bây giờ thôi, giờ một người mà thêm một công nữa. Ừ. Thêm một công nữa thì tôi làm, còn không thôi đi về. 200 bốn tiếng sụp nắng rồi về nha, giúp giùm tôi đi. Trời ơi, nhưng mà đừng có lơ ngơ đứng vỗ tay mẹ gì chứ. Bây giờ muốn sao nói, ở đây bao nhiêu người từng đi quần chúng cho điện ảnh rồi, tôi cần một cái nét điện ảnh trong cái đám cưới này được không? Rồi vậy đi, để tôi đâu ra vậy đi, đâu ra vậy đi, để tôi nói tâm lý chưa, đơn giản mà. Ủa gì vậy? Ủa chết mẹ. Cái gì vậy? À, người quen của em không có gì đâu. Đừng nói cặp bồ bệnh lúc này, nó trời trời chết tôi luôn á. Kêu tụi anh ra có gì không? Tôi muốn tăng tiền cát xê lên 1 tỷ. Vậy lúc đầu thỏa thuận có 50, bây giờ là 1 tỷ. Bé là bé có nhầm lẫn gì không? Tại 1 tỷ anh có thể thuê rất là nhiều cô dâu á. Thì anh cứ cầm tiền đó đi thuê những cô dâu khác đi. Nhưng mà quan trọng bây giờ ấy, tất cả mọi chuyện đã lỡ rồi. Nếu mà bây giờ tôi mang cái chuyện này ra, tôi dỉ tai ông già nhà anh thì sẽ thế nào nhỉ? Dỉ vào tai hay dỉ tay vào? Dỉ vào tai ông già nhà anh thì mấy người cũng không có tiền trả nợ đâu đấy. Em gái, cho dù mọi chuyện suôn sẻ xong rồi anh đưa em 1 tỷ, anh vẫn không có tiền trả nợ. Là sao? Tụi anh nợ 1 tỷ. Một trăm triệu được không? Thực ra ấy thì tôi cũng chỉ nợ có 100 triệu thôi, nhưng mà muốn kiếm thêm một ít ấy mà. Ít 10 mà một ít. Thôi được rồi, hết bữa nay cái ngày mai anh chuyển tiền cho em ha, 100 triệu. Mai á? Mai đám cưới xong hết rồi anh quay ra anh lật lọng với tôi thì tôi lấy tiền đâu ra nữa? Ủa, em nhìn mà anh mất uy tín lắm sao? Đúng, tôi đẹp mà tôi đâu có ngu. À, được rồi, để tôi tìm cách nói chuyện với ông. Tìm cách gì, tìm lẹ đi, chuyển tiền cho tôi ngay trong chiều nay thế nhá. Đậu, cậu nói nó ok đó mà. Lo nói chuyện với ông già mày kìa. Bà cho tôi xin lỗi bà nha. Tôi đã không lo cho thằng Bun được cái đám cưới cho nó đàng hoàng. Sở dĩ ngày nay nó như vậy là do tôi tối ngày cứ cắm đầu vào công việc. Tôi nghĩ là mình cố gắng làm để kiếm tiền thật nhiều, sau này để dành cho con. Như vậy mới là đúng. Nhưng bây giờ thật sự nó sai rồi bà. Bà đừng có trách tôi nha. Ba. Con lên rồi nào? Con mới lên ba. À vậy hả? Có chuyện gì không ba? Con thiếu tiền ba. À vậy hả? À chờ ba một chút nha. Tôi nghe. Hả? Ủa vậy hả?
bên công an kinh tế tới luôn rồi hả? Rồi rồi tôi biết rồi. Rồi rồi cứ phối hợp với người ta vậy đi ha. Rồi tôi tới liền. Rồi rồi rồi. Yên tâm, ba vẫn sẽ cho số tiền này cho con. Con không lấy tiền đâu ba. Sao vậy? Thật sự không có cái đám cưới nữa đó ba. Con giả bộ ba. Con giả quá. Ba biết rồi. Ngồi đi ba. Bà đánh cô đi ba. Bà đánh cô đi ba. Được rồi. Đàn ông mà khóc cái gì vậy? Con biết sai là tốt rồi. Sai chỗ nào mình đứng lên chỗ đó thôi. Đứng lên. Con cảm ơn ba. À, vậy mới phải. À, anh hai. À. Dạ, mình hết mệt rồi thì bây giờ mình xuống mình giao lưu với anh Xui, chị Xui. Vui vẻ đâu kia, mình cũng ly chứ. Dạ, anh Xui, chị Xui, có trách này cũng... Hả? Lộ rồi. Lộ. Anh hai. Anh hai đánh em đi anh hai. Tha lỗi rồi. Tha luôn hả? Ủa sao, sao nhanh vậy? Sao tha nhanh vậy? Chú là một thằng đàn ông không bao giờ chịu lớn. Nói chính xác là chú chưa đủ lớn á. Giao cái thằng cháu cho chú tưởng sao? Nó có ngày hôm nay là cũng một tay chú không á. Em đưa nó xuống anh cũng phải góp tay đưa nó lên chứ. Anh giờ anh dạy em còn xong nữa rồi dạy con. Nít. Ba xin lỗi con. Lâu nay á ba chỉ lo làm ăn thôi. Ba không có dành thời gian để quan tâm tới con. Ba hứa từ nay đó về sau ba sẽ sắp xếp công việc dành thời gian để quan tâm cho con nhiều hơn. Ba. Con cũng hứa với ba là con sẽ chí thú làm ăn, con sẽ vực dậy công ty cho ba. Thật ra là ba xin lỗi con. Thật ra là ba nói dối con chứ công ty mình không có phá sản. Ủa phá sản gì vậy ta? Mới phá sản hồi nãy không có gì hết. Chú hay quá. Tiền bạc. Ủa mà có phá sản không? Không. Mới phá sản hồi nãy. Á mày bây giờ. Nữa à? Con cũng mới biết thôi, còn có biết đâu. Chú nghĩ sao mà chú dựng lên cái đám cưới sơ sài ấy. Rồi chú kiếm một nguyên một lố người làm sai sờ sờ mà qua mặt tôi được hay? Ủa sai chỗ nào? Ta thấy mọi người ok lắm mà. Em thấy đám cưới diễn ra đúng quy trình của em mà. Sai từ đầu luôn, chỗ nào cũng sai đó. Mới bước vô cổng là con nhỏ tới mời rượu là thấy tàu lao rồi. Em đung nó một cái rồi đó. Hả? Em đung nó một cái rồi, nó nông mắt rồi mà. Lát nữa xuống đung nó thêm con. Thôi nha. Giỏi cái chuyện. Dạ, thôi nói chung là em còn nhỏ cô dâu nữa. Tôi chưa nói tới đó. Con đó mới khốn nạn. Đi 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 xuống em kể cho. Em kể cho nghe. Má con dâu nó. Anh yên tâm đi, đúng một tiếng nữa là em có tiền cho anh liền. Vâng. Ba. Con. Nãy giờ ba đỡ mệt hơn chưa ạ? Ba cũng đỡ rồi. Ba có biết là nãy giờ dưới đây thiếu ba, mọi người chả ai vui để mà uống hết 100% gì cả. À vậy hả? Dạ. Vậy con muốn vui cỡ nào? Thì chú Vinh với chồng của con muốn vui tới đâu thì con vui tới đấy ạ. Anh sao được, anh dạy. Cái mồm đi, lộn bây giờ. Chú Bút nhỏ này vừa dắt tiền bạc sao vậy? 50 triệu. Mà hết hôm nay là xong đi, rồi. Vậy thôi. Để coi nó làm trò cho tới hết luôn. Thấy cũng vui. Dạ. Hai đứa nè. Dạ. Ba tính là sau cái đám cưới, ba sẽ cho tụi con một số tiền để làm của hồi môn. Nhưng mà không phải cho con nghe. Không phải cho con. Bởi vì mấy chục năm nay con phá ba quá trời rồi. Ba cho con dâu của ba. Con nhớ phải giữ được tiền mới giữ được thằng này nghe. Ôi, tại sao ba lại bất công với con như vậy hả ba ơi? Anh này. Anh cứ phải làm như thế nhở? Ba nói như thế là ba giận anh thôi. Chứ tiền ba cho em thì cũng là cho hai đứa mình mà. Của chồng công vợ. Mà đây của vợ thì cũng là của chồng. Con thiệt là đứa biết điều á. Ba sẽ cho riêng con một chiếc xe nữa. Cho luôn hả ba? Ừ. Công cha chồng như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha chồng.
cho tròn chữ hiếu. Mới được chiếc xe, à, mới là đạo con dâu. À, thôi mình vô nhập tiệm đi ha. Để mọi người chờ, mọi người chờ, khỏe. Trời ơi, con dâu được chiếc xe, nói ngọt quá trời. Mày gọi cái gì mà gọi lắm thế? Cái gì? Chị gọi mày là mày đấy. Mày thích ấy thì sáng ngày mai chị cho mày vay ngược lại nhá. Còn bây giờ thì ngoan đi em trai. À, cảm ơn. Giờ mình khai cho mọi người luôn ha. Khai luôn đi chứ để mọi người gì mà. Con chào chú. Nữa hả? À, chào con. Con mạn phép kính cẩn nghiêng mình kính chú ly rượu này. Uống xong ly rượu này mày làm cái gì? Con sẽ làm cái gì? Buông bỏ tất cả. Dạ mình bút nhiều nguyên đám mỗi đứa nó 400 rồi. Thôi đại diện đi. Dạ. Hỏi thế gian tình là gì, sao con người ta lại đau lòng vì nó? Con nè. Dạ. Chuyện gì buồn thì thôi cứ để cho nó qua đi. Mày này là thương con, dẫn mày đi karaoke với nhau. Dạ. Buông bỏ đi con à. Dạ. Một dancer rất là nổi tiếng đến từ nước ngoài. Dancer gì người ta không tới thì thôi, đừng có gọi nữa. Ủa, đâu có, không tới từ sớm giờ luôn á. Không có thấy. Dạ xin mời anh, đây. Anh ấy tên là Sinato. Ủa, anh ơi mệt hả anh? Trời ơi. Dạ không, à, anh dậy. Chủ, dạ. Con hả phải thuê 500 triệu lần đó, gồm nguyên cái đám cưới này trả luôn cho anh đó. Chú tin mà, chú tin mà. Chú tin không? Chú tin mà. Yeah. Chú tin con chú. Trời, con là chú tin nhất luôn á. Thấy gì chú? Anh xui. Tin em không anh xui? Tin chứ. Nó đều có râu đậm quá. Tin rồi nha. Tiền bút thì tôi cũng đã trả cho cô rồi. Bị lộ chuyện cho nên không có 100 triệu. Như là ba hứa, à, như lời chú hứa, chú cho con chiếc xe. Chiếc xe này hồi xưa chú khởi nghiệp luôn á, người ta gọi là xe nái phải không? Dạ đúng rồi, xe nái mà. Vậy không? À. Tặng em tấm hình á. Mẹ anh ơi, em thất bại rồi.